Ủa, Vân Thịnh đi chợ hả? Chị bán trái cây ngon lắm nè. Sao tự nhiên giờ đi bán trái cây? Em nhớ là nhà chị ruộng vườn làm không thể luôn mà. Ruộng vườn nào của chị đâu? Tất cả là của ổng hết đó. Bây giờ ổng chết rồi. Mấy đứa nhỏ nó tranh giành với chị đúng không? Trời ơi, thiệt tình à. Sao chị không nói cho tụi nó biết á, là hồi á, má tụi nó mất từ khi tụi nó còn nhỏ xíu à. Rồi ổng cưới chị về, rồi một tay chị quán xuyến ngực gầy dựng cơ ngơi đựng vậy. Tôi thương yêu tụi nó hết lòng như con ruột của mình vậy đó. Đâu có toan tính gì đâu. Vậy mà ba nó mới vừa chết à. Nó kiếm chuyện với tôi đủ thứ chuyện hết trơn á. Thế vậy tôi đi về nhà cũ tôi ở cho rồi cho nó yên thân. Chẳng phải em đã nói với chị á, là mẹ ghẻ con chồng á, khó lòng lắm. Giờ xảy ra cơ sự đó thấy chưa? Ổng lăn đùng ra chết rồi ai lo cho chị đây? Thì tôi thấy có mình tôi à. Thôi tôi qua buông gánh bán bưng vậy nè, tôi sống cũng được. Chứ bây giờ mà nếu mà tranh giành thì thiên hạ họ chê cười. Thôi thôi thôi, thôi. Mệt quá em không muốn nói nữa. Lấy cho em mỗi thứ một ít đi. Rồi tính tiền nhiều nhiều cho tôi. Đưa em bỏ vô. Tại bả hiền, chứ gặp mình hả, cái đám con chồng kia ra đường ở hết. Tài sản vô tay mình phải giữ trọn, ngu gì mà chi chát. Sao á, mình không chờ chú về ăn chung luôn? Chú nói với tôi á là hai vợ chồng mình cứ ăn trước đi, lát chú về á, chú ăn ở dưới bếp được rồi. Mà chú này á cũng ngộ ghê, hồi nãy thấy rửa tay rửa chân ngoài ruộng rồi tưởng đâu về tới đây chứ, bây giờ mà đặt sinh tính la cà nữa, không biết đi đâu mà không về ăn cơm chung nữa. Chắc là chú có chuyện gì đó mà. À mà mình tôi thấy hình như là từ hồi mình cưới tôi về á, tôi thấy chú có cái gì đó có vẻ như là chú không có thích tôi. Không có, có mình đừng có nói vậy. Tại từ lúc mà mình về nè thì nhà này có người quán xuyến rồi, lo trước lo sau rồi, cái chú ỷ y à, chú không có muốn về nhà sớm để phụ việc nhà vậy thôi, chứ chú không phải là không thích mình đâu. Thôi kệ chú đi. Trời đánh còn tránh bữa ăn, mình ăn cơm đi. Để tôi chừa đây nè, chừa cái con cá to nhất lớn nhất này cho chú ha. Ừ. Hai vợ chồng mình ăn cái con nhỏ này được rồi. Ăn đi mình. Ăn rau đi. Chú. Dạ. Sao chiều nào chú cũng về trễ trơn vậy? Dạ em đi đóng củi. Ủa, đóng củi? Dạ. Củi nhà mình á chụm 3 năm nữa chưa hết nữa, mắc mớ gì đóng củi làm gì? À, tại chị dặn em chiều về đóng củi đem về luôn, cái em mới tạt vô trong rừng em đóng củi xong em mới về. Vậy à? Dạ. Ừ, sao ăn uống rau với cơm trắng không vậy? Ê, còn cái gì em ăn cũng được. Hồi nãy chị chú chừa chú con cá chiên to lắm, ngon lắm ở đây mà. Em đâu có thấy cá gì đâu. Ủa kỳ vậy? Bà ơi bà! Bà! Dạ. Xuống đây xuống đây. Mình kêu tôi. Ủa? Chú Ngọ về rồi hả? Dạ. Con cá của chú đâu? Con cá gì? Con cá hồi nãy ăn rồi nó chừa chú đó. Đó! Thì hồi nãy... Ủa? Trời ơi! Con cá to, rất là to mà ngon nữa. Chú ăn nhanh dữ vậy? Hả? Để tôi để trong này mà. Tôi để cẩn thận rồi tôi còn đậy kỹ nữa đó. Em đâu, đúng. Em đâu thấy cá, em thấy dĩa rau không à. Ủa, nó dĩa rau không, mấy con cá kìa. Không có con cá. Nãy con cá mà để đâu? Thì tôi để trong cái mâm đó chứ để đâu. Chú bậy hết sức à, con cá để trong cái mâm mà sao không có. Em nói thiệt đó, nếu có cá thì em nói có cá rồi. Nó nói thiệt kìa, nếu nói cá nó nói có cá rồi, mày không có cá. Ông hỏi tôi vậy là sao? Ý ông nói tôi vu oan cho em ông á hả? Chú nói vậy là sao?
Chú vu oan cho vợ anh hả? Dạ dạ không có, em đâu có ý vậy đâu. Nhưng thật tình là chỉ có dĩa rau luộc thôi à. Nó có dĩa rau luộc không nè? Nó biết chưa, tôi nói với ông mấy lần rồi ông không tin tôi gì hết. Em của ông á đâu có ưa gì tôi đâu. Rõ ràng tôi để cho nó nguyên một con cá thì là to mà ngon nhất nữa. Vậy mà bây giờ nói là tôi không để rồi còn ăn cơm trắng không vậy á. Để cho mọi người ở thiên hạ người ta nhìn vô người ta nói tôi tệ bạc với em chồng sao? Trời ơi chú ơi là chú, sao chú lại gieo tiếng ác cho chị vậy? Mình ơi mình thấy chưa? Chị à, em... Thôi chú nín đi, chưa hết đâu. Chú nói á, chiều nào á mình cũng sai chú vô rừng đốn củi có mình. Trời ơi mình ơi, quan cho tôi quá à. Củi nhà mình chất cả đống vậy đó, xài cả năm còn không hết nữa. Tôi sai chú đó đem củi về làm gì chứ? Nín đi, để tôi xử cho. Chú á, hả? Chú không vừa lòng vợ chồng của tôi á, cái chỗ nào thì chú nói chứ. Tại sao chú đặt điều nói chuyện mà nói xấu chị dâu của chú như vậy? Hả? Chú muốn cái gì? Em nói thiệt mà anh hai, chị có dặn em vô gần lấy củi, rồi em về nhà em thấy dĩa rau thì em nói dĩa rau, chứ em đâu có nói quan nói ức gì cho chị đâu. Đúng rồi, chú không có nói, nhưng mà chú gieo tiếng ác cho tôi. Mai á mà có anh chú ở đây á, anh chú chứng kiến thấy mà chú còn nói như vậy nữa. À đúng rồi, có mấy lần á tôi kêu chú về sớm ăn cơm với vợ chồng tôi mà chú nói thôi để em xuống dưới bếp em ăn. Thì chú muốn là một mình chú ăn một mâm chứ gì, rồi ăn ở chỗ này nè, người ta đi qua đi lại để người ta thấy là hả chú phải ăn cơm ở dưới bếp. Ý nói là tôi đối xử tệ bạc với chú đó. Chú đó, giờ chú giỏi lắm phải không? Chú muốn làm gì thì chú làm đúng không? Chú giỏi cái gì á, chú đi ra ngoài đường chú sống đi, chú đừng sống trong nhà nữa. Tôi không muốn nhìn thấy bằng mặt của chú. Ha, Minh lên nhà trên uống trà đàm đạo. Anh hai, đừng có đuổi em mà anh hai. Uống nước đi mình. À, sao vậy? Nóng. Hồi nhỏ đó thì dễ thương biết mấy, lớn lên à rồi sanh tật trở chứng, nói thì không được, dạ thì không nghe. Thôi mà mình, em nó còn nhỏ, có gì á mình từ từ mình chỉ bảo em nó, không có gì đâu mà mình tức giận vậy. Ừ. Tức thiệt mà. Dạ. Dạ thưa anh chị hai, cho em xin phép được ra bìa rừng, em dựng liều, em trồng rẫy, em sống riêng à. Trời ơi là trời. Sao bây giờ lớn rồi phải không, không dạy được chứ gì đúng không? Mới dạy có một câu à, đuổi là vô cuộn đồ đi liền gì không? Đi đi thôi đi. Mình ơi giữ chú lại. Giữ cái gì? Chú muốn đi cho chú đi. Đi chú ơi, đừng có đi mà chú. Mình đi, đi ra khỏi nhà này, tôi không thấy mặt chú nữa. Đi Mình. Chú Ngọ. Chú Ngọ. Chết rồi trời. Chặt xong hai cái cây để dựng xong cái liều là mừng rồi. Bây giờ thấy đường đâu mà đi ra khỏi cái bìa rừng đây. Bây giờ mình ngủ lại một đêm đi rồi tới sáng mình mới thấy đường ra bìa rừng chứ. Giờ thấy đường đâu mà đi. Ý mà đâu có được. Mình nghe anh hai mình nói là ở trong rừng là có thú dữ dữ lắm. Mình ngủ dưới đây vậy, thú dữ lại ăn thịt mình sao trời. An toàn rồi. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.
nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau múa nhau. Đến hẹn lại lên, khi mặt trời bị che khuất bởi bóng tối thì ba chúng ta lại quay quần bên nhau. Làm đúng với lời thỏa thuận. Nếu mà một trong ba con quỷ chúng ta không tìm được bí mật của loài người thì hôm nay con quỷ đó sẽ là quỷ chúa cùng và phải làm nô lệ cho hai con quỷ còn lại. Ta vừa nghe thấy mùi thịt người thoang thoảng đâu đây. Đúng rồi, mùi thịt người. Nghĩ là đêm nay ba con quỷ chúng ta phải đi tìm thịt người để ta vui thỏa thích và no bụng từ đây tới sáng mai. Ta là người thấy rồi. Bâu, đâu? Người nói đi. Bâu, nó xuất phát từ cái miệng của hổ tinh. Hôm qua ngươi ăn thịt người. Chính xác. Đúng rồi. Hơi. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Các người có biết cái làng bên kia rồi hay không? Cái làng bên kia nó có một cánh đồng mênh mông nhưng mà không có nước. Vì ở đó có một cây đa cổ thụ đã ngăn lại mặt nước ngầm. Chính vì lẽ đó nước không thể nào chảy qua được. Chỉ cần bốc cây đa đó lên thì mạch nước ngầm đó sẽ được khai thông. Thì ngôi làng đó có thiếu gì nước để mà cày cấy. Người tưởng cái bí mật của người hay lắm hay sao? Biết ngôi làng đó không có một cái rừng trúc đại, có cây trúc bảy đốt. Ai mà lấy cây trúc bảy đốt đó làm một keo nhà thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Ê, người nào vậy? Đi đâu à? Ta đi lấy cây trúc bảy đốt thì có điều kỳ diệu sẽ xảy ra và ta sẽ thành người. Chọn thắng đi, ngươi sẽ thành người. Vậy hai chúng ta sẽ có thành người và ăn. Nói chỉ nói vậy thôi, chúng ta có thành người hồi nào đâu. Chẳng lẽ các ngươi giúp ăn thịt tai sao? Nè, chưa tin. Ngươi có biết cái bí mật gì mà loài người chưa biết? Ngươi biết gì về bí mật của loài người? Nói lên đi. Dạ, ngươi thấy cái làng bên kia không? Có một nhà chuyên nuôi cá. Trong nhà đó có một cái ao nhỏ nhưng bị bỏ hoang. Dưới đáy ao có một cái chum châu báu mà không ai biết. Người nói sao? Không ai biết. Sao người biết? Chỉ có chư tinh ta mới biết. Hôm nay mỗi con quỷ chúng ta đều biết được một bí mật của loài người rồi. Không có ai thua ai cả. Vậy thì giờ này chúng ta tụ họp nơi đây để làm gì? Nhiều chuyện. Vậy thì xong chưa? Xong rồi. Vậy thì chúng ta tự đi ngủ và tự giải luôn đi. Ta buồn ngủ quá. Làng bên kia. Đây xin làm thuê phải không? Dạ bẩm ông, con nghe nói ông cần người coi ao cá nên con đến đây xin làm ạ. Thấy người hiền lành nên ta nhận. Chỉ cần ngươi siêng năng chăm sóc mấy ao cá của ta cẩn thận, ta sẽ trả lương hậu hĩnh. Dạ, con cảm ơn ông, con sẽ cố gắng. Anh Ngọ, nghỉ tay em trưa cái đã. Em vô chợ cho mát đi. Anh cho cá ra gần xong rồi anh vô.
cô nè, sao tôi thấy nhà mình có cái ao nhỏ bị bỏ hoang á, cho cha cô không có nuôi cá cái ao đó. Làng này hiếm nước dữ lắm. Cái ao này có nước được á là nhờ con suối ở gần đây cha em dẫn nước vào. Còn cái ao mà anh nói, khi nào mà mưa lớn lắm thì mới có nước. Vậy sao làng mình á không có đào giếng để mình tìm nguồn nước nữa? Người dân đã đào giếng khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm ra nguồn nước, cho nên bây giờ không ai nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhà người thấy cái làng bên kia không? Có một nhà chuyên nuôi cá. Trong nhà đó có một cái ao nhỏ nhưng bị bỏ hoang. Dưới đáy ao có một cái chum châu báu mà không ai biết. Sao tự nhiên anh im re không nói gì hết vậy? Tôi đang nghĩ không biết đến khi nào tôi mới có đủ tiền cái tôi mua cái ao nhỏ giống vậy để tôi nuôi cá. Vậy thì anh ráng làm chăm chỉ đi, anh để dành tiền, mai mốt em kêu cha của em á bán lại cho anh cái ao đó. Dạ hả? Cô hứa rồi đó nha. Năm nay trời khô hạn quá, chưa thấy có giọt mưa nào. Ruộng đồng ở dưới kia khô cằn cả rồi. Nước ở trong ao cá nhà mình không biết đến chừng nào nó mới cạn đây, không biết nữa. Cha, chỗ miếng nước đi. Con thấy cái con suối ở gần nhà mình cũng cạn nước rồi đó cha. Dạ thưa ông, ao cá của mình cũng sụp hết mấy phân rồi. Con sợ tình trạng kéo dài như vậy cá mình chết hết đó. Cha, hay là mình vớt cá lên bán hết đi cha. Lứa cá này là cá giống, cha cũng mới vừa thả, nó còn nhỏ lắm, nếu mà vớt lên bán cũng chẳng có ai mua. Dạ ông ơi, sao làng mình không có đào giếng để tìm nguồn nước không? Con có thấy cánh đồng rộng mênh mông ở dưới chân đồi bị bỏ hoang không? Dạ. Cái làng này thiếu nước từ lâu rồi, có đào giếng đi chăng nữa đó cũng không có nước, chỉ trông chờ vào ông trời mưa mà thôi. Biết tính sao bây giờ? Các người có biết cái làng bên kia rồi hay không? Cái làng bên kia nó có một cánh đồng mênh mông nhưng mà không có nước. Vì ở đó có một cây đa cổ thụ đã ngăn lại mặt nước ngầm. Chính vì lẽ đó nước không thể nào chảy qua được. Chỉ cần cốc cây đa nó lên thì mạch nước ngầm nó sẽ được khai thông, thì ngôi làng đó có thiếu gì nước để mà cày cấy. Đất nhà chú may mắn có dòng suối chạy ngang nhà rồi dẫn nước vào ao, mà với hạn hán như vậy ruộng không hề có miếng nước, đến mức độ trâu bò còn không có nước để uống mà uống hồ gì ruộng. Cho nên mới xin nước ao nhà chú để cứu ruộng của dân làng đó mà. Hạn hán kiểu này còn kéo dài, con suối nhỏ đó đã khô cạn từ lâu rồi, ao cá nhà tôi làm sao đủ nước để cứu hạn hán cho dân làng. Vả lại tôi cũng mới vừa thả một mớ cá giống xuống nữa. Tới đâu hay tới đó đi, còn nước còn tát mà. Những lúc hữu sự như vậy mình biết chia sẻ với nhau thì mới gọi là tình làng nghĩa xóm chứ chú. Dạ bẩm ông, bẩm trưởng làng, cô có chuyện muốn thưa ạ. Chỗ người lớn đang nói chuyện, con ra đây làm gì, đi ra sao đi con. Dạ không. Thưa trưởng làng, trưởng làng hãy kêu gọi tất cả những người dân ở đây cùng nhau đào giếng để tìm nước đi. Nhà ngươi ở đâu mà đến đây kêu vụ đào giếng vậy? Ta đã cho người đào giếng khắp nơi rồi, nhưng đâu hề có nước đâu. Con sẽ chỉ chỗ cho mọi người đào giếng. Dạ con hứa chắc chắn sẽ có nước. Trời. Nếu không con sẽ ở lại đây làm công không cho cả làng. Nếu mà con đào giếng mà có nước á, ta sẽ gả con gái cho con luôn. Còn ta, nếu như kiếm được một chỗ đào giếng mà có nước, ta sẽ kêu gọi tất cả bà con chia đất cho nhà ngươi, dựng nhà cho nhà ngươi luôn. Dạ con xin đa tạ hai ông. Bọn yêu tinh nói nếu đào bật được gốc cây đa này sẽ có nước.
Bây giờ mọi người hãy giúp tôi đào bật cái đá này lên. Mọi người hãy giúp chàng trai này đào bật cây này lên. Dừng lại ơi. Chàng trai này đã giúp cho chúng ta có được nguồn nước qua cơn hạn hán. Vì vậy, dừng lại chúng ta hãy chia ruộng đất cho chàng trai này để dựng nhà và lập nghiệp. Giỏi lắm, giỏi lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ gả con gái ta cho con và ta sẽ cho con cái ao cá lớn, coi như làm của hồi môn. Con cảm ơn ông đã thương con, nhưng con chỉ cầu xin ông cho con một cái ao nhỏ bị bỏ hoang để con nuôi cá thôi ạ. Được, 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 ta sẽ chiều theo ý con. Mấy anh nghỉ tay uống miếng nước đi đã. À, chị nói với lại anh Ngọ là còn thiếu một cây để làm kèo nhà nữa nha. Anh Ngọ đi đâu từ sáng tới giờ chưa về? Để em đi tìm anh thử. Mình ơi, Mình. Anh về rồi nè. Nhà đang cần một cây tốt để làm kèo nhà, sao chàng lại chọn một cây trúc công quen số quắc vậy? Đây là cây trúc có đúng 7 đốt, anh phải tìm khắp nơi mới tìm được đó. Mà anh tìm cây trúc 7 đốt để làm gì? Vợ chồng mình á, mà lấy cây trúc này gác lên làm kèo nhà thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Điều kỳ diệu xảy ra? Sao vàng có ở nhà mình nhiều vậy? Em cũng không biết nữa. Cái chút. Cái chút. Cái chút. Tàn 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 tàn. Hồi đâu mình có cái chung này vậy? Hồi chiều anh đào lên từ cái ao nhỏ bị bỏ hoang mà cha cho mình đó. Anh cũng chưa biết ở trọng có gì nữa. Trời ơi, vàng, vàng, vàng em ơi, đúng là vàng rồi. Ôi da, ôi da, vàng thiệt nhiều quá em ơi. Vậy là mình giàu to rồi em ơi, vậy là mình giàu to rồi.
Trời ơi, chú nói sao? Chú nói nguyên cánh đồng bao la bên đây là của chú hả? Dạ không phải đâu anh hai, còn cánh đồng bên kia nữa mới đúng. Vậy vậy còn cái bên này cũng là của vợ chồng chú hả? Dạ không phải đâu chị hai, còn ở tuốt tuốt phía sau lưng này cũng là của nhà em nữa đó. Thiệt gì đó hả? Ông ơi, giàu quá. Trời ơi, em kể vụ mấy con yêu tinh giúp em mà giàu có gì đó hả? Dạ đúng rồi đó anh hai. Thiệt không? Em kể hết cho anh hai nghe rồi còn gì. Mà thiệt không? Dạ thiệt. Trời ơi, vậy thì anh hai phải đi vô rừng, phải gặp cái bàn được bàn yêu tinh đó để nó chỉ bí mật. Anh hai hốt tiền hốt vàng và đi về vô rừng. Anh hai, anh chị đừng có vô trong, tại vì bây giờ tất cả đất đai của cả vàng bạc của tụi em á còn nhiều lắm, tụi em xài cũng đâu có hết đâu, mà em chỉ có anh chị là người thân thôi, em sẽ chia sẻ với anh chị. Dạ đúng rồi đó anh chị, chứ anh chị mà vô rừng gặp ba con yêu tinh thì nguy hiểm lắm đó. Vợ chồng anh có việc phải đi về, muốn chia việc hai ba ngày sau qua đi chia ha. Ông ơi sợ quá ông ơi. Ông nghe tiếng gì không? Nghe. Không ấy mình đi về đi. Ở nhà nói gì sao? Tầm lòng. Đi vô đây phải nghe coi cái đám quỷ nói cái gì, có cái bí mật gì để mà mình nghe rồi mình phải kiếm được tiền vàng mình giàu hơn thằng em mình chứ. Bà muốn giàu em mình không? Đương nhiên là muốn rồi. Muốn thì vô. Vô đâu? Tới đâu? Hả? Đi kiếm cái cây đó. Cái cây của thằng em mình đó. Nó kể đó nhớ không? Đi kiếm cái cây. Cái cây. Ủa vậy là mình tới rồi đó hả? Mình tới rồi. Em tôi nó kể là phải dèo lên cái ngã ba cây này. Rồi hai chồng mình chịu khó ngủ trên đó toàn than một đêm mới nghe được cái bí mật. Ủa vậy không? Hả? Ừ. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau mua nhau. Nhưng mà nổi quá hả, con nổi rồi. Đúng rồi. Sao vậy? Tại sao mà kỳ vậy? Ta lại nghe thon thoảng đâu đây? Có cái mùi thịt người là sao? Tại người nói quá tưởng tượng ra thôi. Chứ trong rừng gì, giữa đêm khuya gì, làm gì có người ở đây mà có mùi thịt người. Chắc là phát ra từ trong miệng của ngươi á. Nhưng mà lần trước ta đâu có ăn thịt người thì làm sao mà còn trong miệng của ta được. Đúng rồi, chính xác. Mấy bữa nay đâu có ai được miếng thịt người nào đâu. Mà lại hơi mùi thịt người, đúng không? Đúng là cũng đau bụng rồi, quyết định bữa nay phải đi tìm thịt người. Đi. Hình như ta cũng ngửi thấy được mùi thịt người. Đi tìm thịt người. Đi tìm thịt người. Khoan đã, ta sẽ nhớ được chuyện. Chuyện gì? Cái bí mật mà ba chúng ta nói hôm trước á. Chẳng có ai nghe được, nên nên nói cho chàng đồng dân kia nghe. Tại một chàng thanh niên nghèo, bỗng chốc trở nên giàu có và trở thành phú hộ. Đúng rồi. Vậy ai? Ai là người nói? Ai người có nói không? Hả? Ta không có nói. Ai nói? Ta cũng không có nói. Ta sao bí mật rồi, nào không ngoài được. Chắc chắn phải có người nghe. Ta thấy rồi. Sao gì? Nói đi. Hôm nay ta mới biết được bí mật mà loài người không bao giờ biết được. Bí mật gì? Các người biết cây tùng khô ở bìa rừng không? Biết, ta biết. Nếu mà ai lấy cây tùng khô đó về cưa làm giường ngủ thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, và điều kỳ diệu đó sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần các điều kỳ diệu lúc trước nữa. Nhưng mà nè, điều kỳ diệu là gì? Đúng, là gì? Không được, ta chỉ nói nhỏ thôi mà biết thôi. Nhưng nó lớn, sẽ có người khác nghe tôi sao? Ông nghe nó nói gì không? Cái xù xì gì sao nghe? Trời ơi, ba con quỷ này mà nói cái chuyện quan trọng phải nói lớn cho người ta nghe chứ. Nó nhỏ vậy sao được? Tội á. Xử nó đi. Ê, ba con quỷ, nó nghe nè. Phải nói lớn cái bí mật người ta nghe, bí mật gì người ta mới phát hiện được chứ. Nó khỏi dài nha.
Sao người ta không biết được đâu, làm gì mà người ta phát hiện hả? Xấu xí quá. Quỷ chơi xấu mày. Ra chính hai người. Hai người đã nghe lén chúng ta. Xuống đây mau đi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây cho tụi bay hả? Con xuống hả? Xuống đây. Anh chị hai ơi. Anh hai ơi. Anh chị hai. Anh chị hai ơi. Anh chị hai. Đi nhanh lên tụi bay. Ông nội đâu? Tụi bay nghe đây. Vô lục lộ dơ dét hết. Trời ơi, mấy người ở đâu kia khẩn hay không? Vô nhà người ta mà làm lung tung vậy nè. Trời ơi. Nè, nếu mấy người không dừng lại á, tôi sẽ kêu lính bắt mấy người vì cái tội cướp đợt nhà người khác nghe chưa? Kêu đi. Kêu thử đi. Ai xấu mặt cho biết. Ông ơi ông. Ông ơi, ông mau ra đây ông ơi. Đúng rồi. Kêu ông Cung ra đây. Ra đây cho tôi đối chất. Ông Cung. Ông Cung đâu rồi? Tên rùa rút đầu tên Cung đâu? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Tụi này không có sợ mấy cậu đâu. Vô nhà người ta tự ý, rồi bây giờ chửi cha tôi nữa là sao? Muốn cái gì? Hả? Anh bình tâm, giận quá mất khôn. Nè, còn mấy anh nữa. Tại sao mấy anh có thể ngang nhiên xông vô nhà người khác, vợ hứa con đồ hành hung như vậy chứ? Không thể nhận được nữa rồi. Mày không bỏ nhà tao. Ê, con ơi, đừng có manh động con. Đừng có manh động con. Cuối cùng thì ông cũng ra rồi sao? Còn mấy chú là ai mà tới nhà tôi mà ăn nói lỗ mạng vậy chứ? Tôi là người của lão đại sai tới. Chắc ông biết lão đại là ai rồi chứ? Giấy nợ này có chữ ký của ông và đã quá kỳ hạn. Trong đó có ghi rõ, nếu quá kỳ hạn 6 tháng, nếu mà không trả cả vốn lẫn lãi, chúng tôi sẽ tới xiết nhà. Chắc ông nhớ điều đó chứ? Nhớ. Vậy thì tôi đâu có ngang nhiên vô cớ xông vô nhà chiếm đoạt như con cái của ông nói, đúng không? Đúng. Tụi bay gom hết. Trời ơi, sao gia đình mình ra nông nổi vậy ông? Trời ơi, không lẽ mình bất lực mình nhìn người ta khiêng hết đồ đạc ra khỏi nhà tới cha? Ông ơi, sao vậy cha? Tại sao mày nói chửi với con nít như vậy hả mày? Tao liều mày với mày không? Ông ơi, ông sao chết rồi? Anh ơi, ông ơi, ông ơi. Các người đúng là lộng hành, không còn coi trời đất ra gì nữa. Ông già này là ai? Ông có dính líu gì tới gia đình này? Ta là Nguyễn Đình Phương. Ngươi về hỏi ông chủ của ngươi sẽ biết ta đó. Tôi cóc cần hỏi cái gì hết á. Tôi được lệnh đến đây để xiết nợ. Ai mà ngăn cản tôi không để. Nợ thì phải trả, nhưng xông vào nhà hành hung ức hiếp đàn bà con nít thì đâu đáng mặt là một nam nhân. Có hay ho gì cái chuyện ăn hiếp con nít mà còn đứng đó lớn tiếng. Ông già, chuyện này không dính líu tới ông đâu. Ông tránh ra đi. Ông đừng có đứng ở đây mà lên giọng dạy đời này nọ. Món nợ con Cung ta sẽ trả. Ngươi hãy về nói lại với ông chủ của ngươi. Một lát ta sẽ qua đó để tính toán nợ nần và trả dứt một lần cho xong. Nếu ông chủ của ngươi không đồng ý thì cứ quay lại đây tính sổ với ta. Ta sẽ đứng đợi ở đây. Ê, ta nghe nói ông Nguyễn Đình Phương này giàu có và có tiếng là hào hiệp trượng nghĩa. Ai khó khăn trong làng này, ổng đều giúp đỡ, nên không được cả làng nể trọng. Hay mình về mình nói với nó là hai tiếng để nó quyết định nha. Ông Cung là tri kỷ của ta. Bạn bè gặp nạn ta không thể đứng nhìn. Số nợ của ông Cung ta sẽ trả thay. Xưa nay lời ta nói như đinh đóng cột. Ngươi còn gì khuất tất sao? Được, ta tạm tin ông. Ta sẽ về hỏi lại ông chủ. Nhưng nếu ông cố tình ngăn cản hay giở trò, ta sẽ hỏi tội ông đó. Đi tụi bay. Nè, con ngựa gỗ này là của con, không ai được quyền lấy hết. Cảm ơn bác Phương. Nếu không có bác á, không biết tụi nó lộng hành tới mức độ nào nữa. Thật là khủng khiếp.
Sao gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát như thế này hả trời? Chị Cúc và các cháu, chắc là mọi người cũng đã mệt mỏi sau những việc xảy ra. Thôi thì hãy lưu vào trong, nấu cơm nước rồi nghỉ ngơi. Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi mà. Bà cứ cầm số tiền này về để lo cho ông nhà chiều quẩn của sư Hoa Thâm. Dạ đội ơn ông, tôi sẽ giờ hốt hối cho ông nhà tôi. May quá, nếu mà không có ông tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Đội ơn ông nhiều, ông là ân nhân lớn nhất của gia đình tôi. Được rồi, bà cứ đi sớm đi để con làm phúc thân trong nhà nữa. Dạ. Đi hết. Chào ông. Chào bà. Bác Phương, cha con đang hấp hối, cha sai con qua đây mời bác đến gấp. Anh bị làm sao vậy? Anh tới rồi hả? Anh phải cố lên, đừng làm mọi người phải lo lắng nha anh. Tôi biết cái bệnh của tôi mà. Tôi biết mình sẽ không còn cơ hội ở bên người thân nữa. Tôi chết đi sẽ không thanh thản vì nhớ tới cái món nợ của tôi mà anh trả. Tôi sẽ không yên lòng, nhắm mắt khi hộ cái tấm lòng tử tế của anh. Anh đừng nói vậy. Tiền là gạch, nghĩa là vàng, tình nghĩa mới đáng quý, chứ tiền bạc thì đâu có nghĩa lý gì. Anh đừng lo lắng nữa, hãy nằm nghỉ đi anh. Kiểu gì tôi mời anh đến đây là muốn gửi gắm trước khi tôi ra đi. Tôi tính về cái ngôi nhà này của tôi đó coi như gán món nợ. Tôi cũng sai tụi nhỏ viết sẵn cái văn thế đây. Bà ơi, bà hãy khuyên dạy, nhắc nhở con cái nha. Luôn là nhớ cái ơn của ông Hương nha bà. Anh đừng nói nữa, hãy nằm thịnh dưỡng đi anh. Anh Hương, anh hứa là tôi sắp lo lắng cho gia đạo của tôi. Anh hứa đi, anh hứa thì tôi vui lòng nhắm mắt. Hứa đi anh hứa đi. Được rồi anh, tôi xin hứa. Bây giờ thì tôi chết mới yên lòng. Đa tạ bạn hiền, tôi xin kết cỏ ngậm dành ở kiếp sau. Cha ơi, cha, má mệt không má? Em con lấy nước coi cho má uống sao thì. Má có gì không má? Má bình tĩnh, má nghe con nói nè. Bác Phương có đưa tiền cho gia đình mình không má? Chẳng lẽ má đích hôn tới mà bác ấy không cho mượn tiền sao? Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao má không nói gì hết vậy má? Chắc là nắng nóng cho nên là má mới bị say người vậy rồi.
Ông ơi, người mà ông cho là anh giao bằng hữu, bây giờ chỉ thực là một kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Ông chết rồi, ông đâu có biết nỗi khổ của mẹ con tôi. Đi mượn tiền người ta, mượn người ta khinh khi, rẻ rúng. Có buồn nữa, bác Phương cũng kỳ thiệt. Lúc trước cha chết á, bác Phương hứa hẹn đủ điều, sẽ lo cho gia đình mình không thiếu một xu nào á, mà bây giờ nhìn kìa, có người mà lại trở mặt như vậy đó. Vậy mà cha bắt tụi mình phải một tiếng ân nhân, hai tiếng là cha. Gia đình mình đã làm người rồi. Con người thật là ghê sợ mà, mau thay lòng đổi dạ tới không ngờ luôn. Anh, gia đình mình mấy miệng ăn rồi sắp tới biết sống làm sao đây? Ông ơi là ông, ông có linh thiêng về đây ông phù hộ mẹ con tôi để qua khỏi cơn ngặt nghèo túng thiếu. Chị Trần có nhà không vậy? À, có đông đủ mọi người ở đây thì hay quá. Hôm nay tôi đưa người tới đây để xem nhà. Xem nhà? Dạo này làm ăn cũng hơi thất bát, cũng hơi túng quẫn. Tôi muốn bán căn nhà để trang trải nợ nần. Bác Phương, bác không được phép bán căn nhà này. Sao lại không? Tôi có khế ước của cha cậu để lại mà. Căn nhà này là của tôi, tôi có quyền bán nó khi tôi cần. Trước khi cha chết, cũng đã nhắn nhủ gửi gắm, và bác cũng đã đồng ý cho chúng tôi tá túc tại đây mà. Lúc đó khác, bây giờ khác. Chẳng lẽ tôi cũng phải cưu mang các người mãi hay sao? Thân tôi bây giờ lo chưa xong thì lấy đâu ra để lo cho các người? Thật là như vậy chẳng khác nào là nói hai lời. Bác làm sao nói chuyện với cha tôi đây? Tôi, con vừa khổ với bác Phương, bác đã giúp gia con và gia đình mình rồi, chắc hôm nay bác ấy cũng có nỗi khổ nên mới làm như vậy. Nhưng bác nói đi, bây giờ bác bán căn nhà này rồi mẹ và tôi ở đâu? Lấy cái gì để sống? Chuyện đó sao con lại hỏi bác? Bác đâu thể là người cứ bố thí khơi khơi như vậy hoài được. Mấy miệng ăn suốt ngày cứ trông cậy vào tôi, làm sao tôi có thể gánh gồng nổi? Bây giờ vậy, tôi sẽ bố thí cho các người một lần cuối, để mấy người ra ngoài thuê nhà và tìm cách xin nhai khác. Mẹ con tôi á, chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên. Biết là lui tới sẽ làm phiền bác, nhưng mà nhớ những lời bác hứa nhà tôi trước khi ông ấy mất, nên một hai mới cậy dừa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa năm xưa chỉ ngắn ngủi thế thôi ư? Vậy mấy người tính nằm dạ bắt đền tôi hay sao? Có tài, có chân, tại sao không biết đi làm ăn hả? Sao lại bám vào tôi? Giờ lại quay ra oán trách tôi chứ? Thôi được rồi, bây giờ tôi cho thêm chút đỉnh. Tháng sau dọn khỏi nhà cho tôi nhờ.
Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Đừng làm tôi con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Ai giống bà Cung vậy kìa? Ô, gia đình của bác Cung đây mà. Ủa sao dọn về đây ở? Tôi nghe nói ông Phương cũng đuổi mọi người đi, ông lấy nhà lại rồi đúng không? Thôi, chú đừng có hỏi nữa. Tụi tôi sống khổ lắm rồi. Thôi, ở đời mà ngựa chết đó thì xuống đi bộ, lên voi xuống chó mới hồi. Nhưng mà con tức lòng người thay đen đổi trắng, ăn nói hai lời. Rồi thấm lắm thì phai nhiều, coi như sự đời thì nó vậy đó cháu ơi. Thôi bây giờ đứng đây mình quán trách á, thôi thà là nghỉ đi, kiếm cái việc gì cho gia đình mình từ đây về sau lại phải sống sao đây. Chú tính đi, bây giờ á một cách một chữ cũng không có, sống khổ sở như thế này biết làm cái gì để mà kiếm ăn đây. Bác có biết dệt sồi không? Tôi nghĩ á, bây giờ á, gia đình phải nuôi tầm dệt lụa để kiếm sống qua ngày đi. Nhưng mà vốn liếng ở đâu mà để mà mua khung. Với lại bây giờ sống mới kiếm gì ăn để mà chờ tới khi có sồi để mà đem ra ngoài chợ mà bán đây. Tôi á, thì không có giàu có gì, thấy tình cảnh của bà thì cũng đáng thương. À, nhưng mà ở đời đó mà mình giờ giả người ta hoài đâu có phải là cách. Mình phải có nắm trong tay một cái nghề, cũng như biết chèo chống mới vượt qua được sóng gió. Đó, nhà tôi thì làm nghề dệt ba đời rồi. Nếu bây giờ gia đình mà chịu làm á, là tôi truyền nghề lại cho. Đó, rồi vốn liếng ban đầu đó khởi sự đó tôi giúp cho sau này khá giả đó, rồi hoàn lại tôi cũng được. We'll be right back.
về được căn nhà cũ của mình được kìa mẹ. Vậy là cuối cùng mình cũng có đủ tiền để chuộc lại nhà cửa rồi ruộng vườn đúng không mẹ? Mẹ mừng lắm con ơi. Chúc mừng chị và các cháu đã quay về. Nơi đây không quan nghênh ông, xin ông lui cho. Đừng làm cho gia đình tôi mất vui trong ngày quan nghỉ này. Tôi đến để chúc mừng. Mới đó mà đã 7 năm trời. Nhanh quá, đúng không? Chắc ông cũng tưởng là gia đình tôi á chết bờ chết bụi sau cái ngày bị đuổi ra khỏi nhà, có phải không? Chưa thấy ai mặt dày như ông hôm nay đến đây chúc những lời giả nhân giả nghĩa. Thôi đi mẹ, đừng nên phí sức với hạng người này chi cho mệt. Chắc là thấy mình khá giả rồi nên muốn đến đây kể ơn cây nghĩa để mà xin xỏ chứ gì. Thật không biết liêm sỉ. Mời ông đi cho. Khoan, bác Hương, tôi có món quà này muốn biếu cho bác. Số bạc này tụi tôi cất rất là lâu, tụi tôi không có dám đụng tới. Hôm nay á, tôi xin mạn phép được lại trả cho bác. Tôi cảm ơn những đồng tiền bố thí của ông và gia đình tôi được như ngày hôm nay. Để giữ đúng lời hứa với người bạn cố tri. Sau này nếu tôi có xuống dưới suối vàng thì tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại anh Cung. Ông không được nhắc đến cha của tôi. Hạng người như ông thì đừng bao giờ thốt ra những lời nhân nghĩa hứa hẹn. Trung, con không được nóng. Ông Phương, tôi tha thiết mong ông đừng có đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Tôi sợ tụi nhỏ nó không kềm lòng được rồi xúc phạm những lời lẽ vô phép với người lớn. Mời ông đi cho. Ông Phương, định bỏ đi thật sao? Kìa bác, bác níu kéo ông ta lại làm gì? Cứ để cho ông ta đi đi. Ông Phương à, tôi nghĩ đến nước này rồi, ông nên nói sự thật đi. Chuyện gì vậy bác? Sự thật gì? Có dính líu gì với ông ta? Thật ra ông Phương không phải là người ăn nói hai lời, không phải là người đổi trắng thành đen. Ông ta luôn đau đáu trong lòng những gì hứa hẹn với người bạn của mình đã khuất. Nhưng mà giúp như thế nào để trọn tình với người chết rồi vẹn nghĩa với người sống mới tốt cả đôi đường. Cuối cùng á, ông Phương mới dùng kế mọn biến mình thành kẻ bạc tình bạc nghĩa để khích lên sự căm hờn cho mọi người tỉnh ngộ mà tiến thân. Một mặt á thì dồn mọi người vào đường cùng, mặt khác á thì nhờ tôi làm sứ giả để nâng đỡ từ lúc ban đầu khởi nghiệp. Mà đúng như ông Phương dự tính, mọi người đã cùng vượt qua sóng gió để làm lại được từ đầu. Ông Phương muốn mọi người ai cũng có một cái nghề để tự lực cánh sinh, để trân trọng những gì làm ra từ sức lao động của bản thân. Mọi người đã làm được điều phi thường, đã chuộc lại nhà cửa, ruộng vườn. Tất cả là do ông Phương nghĩ kế và đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ suốt 7 năm qua.
Bác nói sao? Bác đang đùa với chúng tôi đó hả? Tôi đâu có đùa tợt số phận gia đình của các người làm chi. Theo như lời của ông nói, vì ông Phương đây là mãi mãi là ân nhân của gia đình cháu. Ông ta trước sau như một, luôn giữ lời hứa với người bạn cố tri. Bác Phương, có phải những gì bác ấy nói là sự thật không? Có phải tụi cháu đang hiểu lầm gì bác không? Tôi còn không biết thì làm sao bác có thể chấp được. Thưa chị, bác tin trong chuyện này thấy mình có lỗi. Chỉ muốn các cháu hiểu và trân trọng sức lao động, nên tôi đành phải dùng cách này để thay anh Hùng dạy dỗ cho các cháu. Cẩn thận cho chị trong suốt 7 năm qua, nhưng nhìn thấy kết quả ngày hôm nay, tôi thấy mình đã không phí công. Tôi mừng lắm chị ạ. Anh Phương, anh làm tôi rất là xấu hổ. Trong thời gian qua, xin chị đừng nói vậy. Ông ơi, ông có linh thiêng về đây chức giám. Các con nay đã trưởng thành và nên người. Mỗi đứa đều có một cái nghề, lấy sức lao động của mình làm ra tiền bạc để mà nuôi sống. Tụi con phải tạc dạ ghi lòng công ơn của bác Phương đây, có công để mà lo cho gia đình chúng ta. Bác Phương, con cảm ơn bác Phương đã dạy cho con một bài học nhớ đời. Tụi con hứa sẽ cố gắng không phụ lòng bác mong mỏi. Rồi sau này con sẽ dạy cho con của con nó hiểu được điều quý giá nhất trên cuộc đời này. Nó không phải là của cải vật chất, mà nó chính là sức lao động của chính mình làm ra. Và mình biết gìn giữ và trân trọng một tình bạn đẹp. Trời ơi, hội làng hôm nay vui quá à. Em không ngờ nha, hai câu đố khó như vậy mà hai anh giải được luôn á. Em thích quá à. Nói nghe nè, như vậy là cái phần quà này là em được ưu tiên giữ phải không? Em cứ giữ nó làm kỷ niệm đi. Lần này đi hội làng chỉ giành được một phần thưởng, anh còn thấy tiếc. Ừ, kỳ này có mấy đứa làng bên qua thi mà tụi nó hăng quá, cho nên Nhân không chịu thi đúng không? Chứ không là tụi mình sẽ có thêm một phần quà nữa rồi. Anh không nhớ là tụi nó đòi đánh mình hay sao? Đi thi chỉ là một cái cớ thôi, để tụi nó kiếm chuyện với mình đó. Đánh thì đánh, sợ gì chứ. Em quên á, là anh có võ sao. Anh chỉ sợ là bọn nó kiếm chuyện rồi tụi mình mất cuộc vui thôi. Em thấy mình may mắn lắm luôn á. Trời ơi, em có hai người bạn nè, người nào cũng giỏi hết. Một người thì giỏi văn, còn một người thì giỏi võ. Bởi vậy em đi đâu mà có hai anh đi theo là em không có sợ gì hết. Nga nè, anh sẽ bảo vệ cho em hết suốt cuộc đời này. Em có đồng ý không? Nhân, mày có ủng hộ tao bảo vệ Nga suốt cuộc đời này không? Sao vậy? Em chỉ mong là mình giữ được tình bạn như vậy mãi mãi là em vui lắm rồi. Chứ còn cái chuyện anh bảo vệ em đến suốt cuộc đời thì em không có dám mơ. Sao hội làng đang vui mà tự nhiên anh đòi đi về vậy? Em quên là anh đã hứa với mẹ là hôm nay tụi mình về sớm sao? Bây giờ chắc cũng trễ rồi. Thôi tụi mình về đi để mẹ đợi. Ê Nhân, Nhân, nghe nè. Nãy giờ tôi thấy mày buồn buồn. Bộ có chuyện gì hả? Sao mày không nói năng gì hết vậy? Đâu có gì đâu.
À, tại vì tôi thấy trễ rồi nên muốn về nhà nhanh thôi. À, nghe nè, cũng sắp tới nhà em rồi, em vô nhà đi, tụi anh về trước nha. Ê, sao mà về, từ nãy giờ mình đi chơi khát nước rồi mỏi chân nữa. Thôi vô nhà Nga nghỉ tí xíu đi, về nha. À, anh Tứ, hồi sáng giờ Nga đi chơi Nga mệt rồi đó. À, với lại hình như là ở nhà mẹ trông dữ lắm cho nên Nga đi về nhà trước. Hai anh về nghỉ đi, bữa khác rồi qua chơi với Nga cũng được. À, Nga nói đúng đó. Thôi về đi anh Tứ. Em đi nghe. Về thì về Nga. Mẹ thấy rồi nha, sao con cãi lời mẹ vậy? Mẹ đã không cho con qua lại với thằng Nhân, bữa nay còn đi chung với nó là sao? Tụi con đi chơi hội làng mà. Mẹ kỳ quá. Tụi con là bạn bè chơi với nhau từ hồi nhỏ. Mà với lại anh Nhân đâu phải là người xấu đâu. Tự nhiên cái mẹ không cho con chơi với ảnh nữa. Kỳ cái gì mà kỳ. Mẹ đã hứa gả con cho nhà thằng Tứ rồi, chỉ đợi cha con về đó là tính chuyện đó thôi. Cho nên á, mẹ không muốn con qua lại với thằng Nhân, để bà con hàng xóm thấy vậy nghĩ không tốt thì con đâu. Con đâu có thương anh Tứ đâu mà mẹ gả con cho ảnh. Với lại con chưa có muốn lấy chồng mà mẹ. Mẹ đã quyết định không được cãi nghe chưa. Thằng Tứ là từng người tốt tính mà. Đã vậy nó còn là bạn học của con nữa, với gia đình nó cũng khá giả nữa. Con thấy nhà mình đâu có nghèo đâu mà mẹ bắt con phải lấy chồng giàu vậy. Con chỉ muốn lấy người con thương thôi mẹ à. Nga, con khờ vừa thôi. Lấy chồng giàu á cho nương nhờ tấm thân của con. Bây giờ không bàn cãi nữa, đi vô nhà đi, đợi cha con về quyết định chuyện này. Mẹ anh sao vậy? Tự nhiên anh đang vui cái mặt bí xị à? Vui sao được mà vui. Anh nói thật với em á, trong lòng anh đang buồn thúi ruột đó. Anh buồn chuyện của hai đứa mình đúng không? Chứ còn gì nữa. Hai đứa mình yêu nhau mà lúc nào cũng hẹn hò sau giường, lén lén lúc lúc. Còn anh Tứ á, anh được ngang nhiên vô nhà em, được mời trà, châm nước. Nghĩ chuyện này ai mà không buồn. Anh nói nhỏ nhỏ thôi. Thì tại vì mẹ của em cũng thân thiết với lại bên gia đình của anh Tứ. Với lại cái chuyện này em cũng nói với anh rồi, sao anh cứ để bụng hoài hả? Thân thiết thôi hả? Chứ tại sao em nói với anh là mẹ em đồng ý gả em cho anh Tứ? Thì đúng là mẹ có đồng ý, nhưng mà mẹ đồng ý, còn cha chưa có đồng ý mà. Chết rồi, mẹ em đồng ý rồi, giờ cha em mà không biết là ông sao hết. Chừng nào em đợi cha về rồi cái em nói chuyện của hai đứa mình, thế nào cha cũng đồng ý à. Nhưng mà cha em có đồng ý chuyện của anh với em không? À, cha em thương em lắm, cho nên là hả, hễ mà em thương ai á là cha đồng ý gả em cho người đó. Anh đừng lo. Cha em nói là em thương ai thì cha đồng ý gả em cho người đó. Nhưng mà không được đâu. Em biết không, em coi đó, gia đình anh Tứ khá giả hơn gia đình anh. Với lại em, anh Tứ đều là bạn của nhau. Anh sợ cha em lại nghe theo lời mẹ em, gả em cho anh Tứ, lúc đó coi như không. Sao anh lại nói vậy? Cha em không phải người mê tiền đâu. Anh biết không, cha nói á, hễ chừng nào mà em lấy chồng á là em phải chọn một người chồng phải biết thương yêu mình thật lòng nè. Em nói vậy anh an tâm nha. Em nói như vậy thì anh an tâm rồi. Bây giờ anh chỉ hy vọng rằng chuyện tình cảm giữa anh với em sớm được công khai, để anh khỏi khó xử với anh Tứ. Đằng nào anh em anh Tứ đều là bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, nói sớm để thông cảm với nhau hơn. Nga ơi, lên mẹ biểu nè. Thôi chết rồi, anh đi về đi. Ủa dạo này mẹ kỳ lắm nha, làm như mẹ nghi ngờ em hay sao á. Nè, anh đứng đây chờ em mấy tiếng đồng hồ rồi, em ra nói được có 3 câu rồi em đuổi anh về. Nga à,
Nga ơi Nga, lên mày biểu này Nga ơi. Anh không có thương em gì hết trơn. Nè, em nói bậy nghe. Anh không thương em, ai thương? Anh thương em vậy sao, anh còn làm cho em khó xử. Bây giờ anh đi về đi, mẹ mà biết được là mẹ không có cho em với anh gặp nhau luôn á. Vậy hả? Thôi thôi thôi, nè, ngày mai, giờ này, chỗ này, anh chờ em ở đây nghe. Được rồi. Đi đi. Dạ, mẹ kêu con. Mẹ đem trái cây qua nhà cô Tư chưng lên bàn thờ trước. Rồi mẹ ở lại bên đó phụ làm bánh trái để sáng mai kịp cúng. Mẹ dặn nè, ở nhà con nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nghe chưa. Mẹ đi về sớm nghe, chứ về tối quá con sợ nguy hiểm lắm á. Không có sao đâu, mẹ qua rủ dì Chính đi cùng. Dì cũng đang rảnh nên đi cho vui. Ừ, con biết rồi. Ba chuyện lễ nghĩa này không lơ là được đâu. Con ở nhà ngủ trước đi nha. Nhớ nha. Dạ. Nhớ lời mẹ dặn đó. Dạ. Nga, Nga. Nga ơi, mở cửa cho anh vào đi Nga. Cái giờ này mai tới. Nga ai ơi? Vậy? Nga, Nga, mở cửa đi. Ai vậy? Anh Tứ nè. Mở cửa nhanh đi Nga. Anh Tứ hả? Ừ. Ủa? Nga. Mẹ em đi qua nhà cô Tư chưa? Ủa sao anh biết mẹ em qua nhà cô Tư vậy? Sao anh không biết chứ? Mẹ anh còn dặn á là ở nhà chơi với em cho em đỡ buồn nữa đó. Mẹ nói với anh đúng không? Ừ. Đúng rồi. Bây giờ em phải đi qua nhà lành để luồn cho xong cái áo dài. Anh đi về đi. Sao kỳ vậy? Anh mới vừa qua chơi là em bỏ đi rồi. Là sao? Tại vì ai biểu anh qua mà anh không nói trước chi. Em phải qua luồn cho xong cái áo dài. Tới rằm rồi em mặc áo dài đi chùa. Ủa, em mang áo dài để đi chùa hả? Ừ. Chứ không phải để... Để đợi ba về hả? Thì... Ủa, mà chừng nào ba em về vậy? Em không có nghe mẹ nói. Thôi anh đi về đi để em còn chuẩn bị đồ đạc nữa. Ủa kỳ vậy? Anh qua ngồi chơi chưa được bao lâu em đã đuổi anh về rồi. Bộ có chuyện gì hả? Không có, tại em muốn đi làm cho xong công chuyện mà. À, anh có cái ý này nè. Hay là bây giờ á, anh đưa em qua nhà lành, xong rồi anh ở đó chơi với em, rồi khi nào em xong việc anh với em về cùng luôn, được không? Không được đâu. Ôi, nhà lành nó kế bên nhà em hà, anh đi chi cho mất công. Ở với lại á, ba má của nó khó lắm, anh qua chơi không có được. Thôi anh đi về đi nha, để em còn chuẩn bị đồ nữa. Gì cũng không được á gì. Ừ, thôi anh về. Anh có ý này nè. Hả? Ở đây có cây trầu á, em tiêm cho anh một miếng trầu đi. Anh ăn xong rồi anh về liền, được không? Vậy đi. Ừ, sao tự nhiên giờ này đòi ăn trầu? Tự nhiên thèm quá à. Tự nhiên qua nhà em thấy trầu quá, tự nhiên thèm ăn. Thôi tiêm cho anh miếng đi anh ăn. Ăn một miếng rồi về liền nha. Ừ, hứa. Ủa, anh ơi đâu có còn lá trầu nào đâu mà anh ăn. Không sao, ở đằng sau nhà em á có một dây trầu rất là tươi tốt. Em ra em hái vài lá đi, rồi đem vô đây tiêm cho anh ăn, rồi xong rồi anh về. Vậy nha. Sao tự nhiên cái dĩ nhà của em anh cũng biết hết trơn vậy? Thôi được rồi, ở đây đi, em xuống em lấy cho. Nhớ nha, nhanh nhanh nha, anh đợi á. Em biết rồi. Ghê luôn á, tự nhiên không cái trời qua đây ăn trầu. Cho ăn trầu xong cho về được rồi, muốn chuyện không à?
Nga nè, em vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại khéo tay nữa, anh chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ mới được. Anh sao vậy? Anh bị gì vậy? Anh có sao không? Cái gì vậy? Anh Tuấn. Cái gì vậy nghe? Anh ơi, tự nhiên anh Tuấn anh ăn trầu xong rồi cái anh bị cái gì kìa? Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Sao vậy anh? Anh có sao không? Anh chết rồi. Chịu nhận tội giết người không? Hoàng ơi, con không có giết anh Tứ. Con không có giết anh Tứ, Hoàng ơi. Xin Hoàng soi xét. Con với anh Tứ là bạn thân thiết thì đâu có thù hận gì mà con giết anh ấy. Xin Hoàng soi xét cho con. Hoàng lắm Hoàng ơi. Các ngươi im lặng. Sau khi giết Tứ xong, bà Lan về chi hô lên, nên các ngươi không kịp phi tang cái xác. Chứng cứ đã rành rành. Các ngươi còn chối cãi nữa hay không? Để cho hai ngươi khâm phục khẩu phục mà nhận tội. Này bà Lan, bà hãy kể rõ khi bước về tới nhà bà thấy những gì. Dạ bẩm quan, khi con về nhà thì con thấy thằng Nhân đứng cạnh con Nga, còn thằng Tứ lúc đó miệng trào đờm đã chết rồi thưa quan. Còn lúc đó con gái bà ở đâu? Dạ thì nó đứng cạnh ngay đó, nhưng mà bẩm quan, con gái con nó nói rằng nó không có giết thằng Tứ thưa quan. Nga nữ, hãy kể rõ đầu đuôi, tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Dạ thưa quan, anh Tứ tới chơi, anh nhìn thấy khai trầu, anh nói là anh thèm ăn trầu, mà trong khai thì hết rồi, nên con đi ra làm sao, con hái trầu đem vô, têm xong rồi con đưa cho anh ăn. Anh ăn xong rồi tự nhiên anh lăn đùng ra chết, con không có biết gì hết trơn. Còn tên Nhân sao lại xuất hiện ngay lúc đó? Dạ tại vì con có hẹn với anh Nhân ở sau nhà, nên anh tới để gặp con. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh mới chạy vô. Tại sao hai người lại hẹn nhau sau giường? Tại tụi con yêu nhau mà mẹ không có cho, nên tụi con lén lút gặp nhau. Vậy là sự việc đã rõ. Các người hãy nghe quan phán quyết. Nga, Nhân và Tứ là bạn bè thân thiết từ nhỏ, nhưng Nhân và Tứ lại yêu Nga, nhưng Nga lại yêu Nhân, nên cả hai lén lút hẹn hò với nhau. Vì mẹ Nga không chấp nhận, mẹ Nga đã hứa gả Nga cho Tứ, nên Tứ thường xuyên tới lui. Vì lẽ đó nên Nhân ghen tức, cùng với Nga ám hại Tứ, bỏ độc vào miếng trầu. Tứ ăn chưa xong miếng trầu đã ngã lăn ra chết. Theo xét nghiệm tử thi thì trên xác của nạn nhân có nhiều đốm đỏ, chứng tỏ trúng một loại thuốc cực độc. Quang lên Quang ơi, tụi con không có giết người. Tụi con không có giết người Quang ơi. Dạ, quan lắm quan ơi, quan con gái con lắm, nó không có giết người, xin quan minh xét. Bà nói con gái bà không giết chứ ai giết? Trời quan ơi là quan, quan làm ơn giết cái bọn này đi. Chị ơi, giải quan cho con thôi. Chị ơi, chị cũng biết xưa nay con Nga nó hiền lành mà, nó không có giết thằng Tứ đâu chị. Quan ơi, xin quan minh xét giùm cho con gái coi, quan ớt lắm quan ơi, nó không có giết người đâu quan. Bà nói con gái bà hiền lành hả? Mà tại sao nói như cái thằng này nè, giết con tôi.
hai đứa làm gì vậy? Quang ơi, Quang hãy xét xử cho công minh. Lại đại Quang ứng cho con tôi, Quang ơi. Các ngươi im lặng. Kẻ giết người phải đền tội. Quân đâu? Dạ. Giải hai tội nhân vào ngục chờ ngày hành quyết làm gương cho kẻ khác. Quang ơi, Quang cho tụi con đó, Quang ơi. Thằng ơi, cái con gái con là Quang ơi. Nga. Quang ơi, không. Quang ơi, Quang ơi. Quang ơi, ra chỉ có con đi mà Quang. Vậy là dữ lắm rồi. Vậy là đúng tội lắm rồi. Cho tụi mày chết luôn. Có chuyện gì vậy? Gì kỳ vậy? Hồi nãy đang đi, tự nhiên cứ giống ai kéo dò tôi quá. Hồi nãy tôi cũng bị y chang như vậy nữa đó. Vậy hả? Ừ. Đang đi đường xa nên mọi người mệt rồi. Thôi chúng ta hãy tìm quán nào đó để nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ. Mấy chú ơi, tôi xin mấy chú mà. Hãy cho tôi vô đánh trống kêu quan đi mà. Xin mấy chú giúp tôi đi mà. Chú chỉ trạc tuổi con gái tôi. Làm ơn cho tôi gặp quan để tôi kêu quan đi mà mấy chú. Quan đã xử rồi. Mà cũng đã có bằng chứng rõ ràng hết rồi. Mà sao ngày nào mà cũng tới đây kêu quan làm sao? Đi chỗ khác mà kêu quan đi bà ơi. Nó bị quan mà. Nó sắp bị xử tội chết rồi đó. Bây giờ tôi biết cái đâu kêu ai bây giờ. Thôi. Bà đi chỗ khác đi. Quan sắp tới rồi. Thôi kệ, để cho bà ngồi đó đi. Giúp tôi đi mà, cho tôi gặp quan đi. Làm ơn giúp tôi đi mà. Làm ơn cho tôi gặp quan đi mà. Ông kia, đây là công đường. Ông tới đây có chuyện gì? Đây là quan không sai. Đi kinh lý ghé ngang qua đây. Dạ dạ dạ, con kính chào quan lớn. Ta muốn gặp quan huyện của các người. Quan con sắp tới rồi ạ. Lại quan lớn. Làm ơn quan lớn ơi, làm ơn cho con được kêu quan đi mà. Quan lớn ơi, còn lại quan. Cho bà này vào trong. Ta muốn biết bà ta muốn kêu quan điều gì. Dạ. Đội ơn quan, con đội ơn quan. Dạ bẩm quan, theo nhân chứng là bà Lan đã khai rõ khi Tứ chết có mặt Nhân và Nga ở đó, và khi xét nghiệm tử thi chứng tỏ rõ ràng Tứ đã bị hạ độc, nhưng hai tên kia cứ khăng khăng kêu quan không chịu nhận tội. Ta coi hồ sơ, ta không thấy có gì khuất tất hết. Vụ án này ngươi xử đúng chứ không sai. Nhưng sao thần thấy quan lớn vẫn suy tư? Hồi nãy khi chất vấn hai tên tội nhân đó, ta có linh cảm có một vấn đề gì đó, một cái gì đó còn ẩn khuất bên trong chưa được sáng tỏ. Tên nhân có thể ghen nhưng không có thể ra tay giết người dã man như vậy. Theo thần suy xét thì chính tên nhân đã ra tay đầu độc tên Tứ vì quá ghen tuông. Còn ả Nga chỉ là đồng phạm vì quá thương yêu Nhân nên mù quáng, không dám lên tiếng khai ra tên tội phạm. Theo như tội nhân Nga nói, sau khi ăn trầu, tên Tứ ngã lăn ra chết. Ngươi có xem xét ở đằng sau giường trầu có gì lạ không? Dạ có. Hạ quan đã cho lính xem xét kỹ lưỡng nhưng không có gì khả nghi hết. Thôi được rồi, ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. Ta ở lại đây, ngày mai sẽ lên đường. Còn vụ án này ngươi cứ y án mà thi hành. Dạ bẩm quan, hạ quan xin lô gót.
Quái lạ thật. Sao trong giấc chim bao ta lại thấy góc trầu? Không biết đó có phải là điềm báo gì hay không. Ta phải tới nơi xảy ra án mạng mới được. Ông có thấy mấy lá sát gốc đều có dính chất gì nhớt ở ngay cái đuôi lá hay không? Dạ có thấy. Nó giống như nhớt của con ốc hay con sên gì mới bò qua. Nhưng đất ở đây đều khô ráo, không có con ốc hay con sên nào bám cả. Hạ quan đã quan sát khu vườn trầu này không có gì lạ hết. Và hạ quan cũng đã xét xử rất công minh. Vậy xin đại quan đừng bận tâm truy cứu nữa. Nhìn đôi nam nữ này ta không tin họ là kẻ giết người. Nhưng nếu không tìm ra manh mối nào để giải oan cho họ thì ta cũng phải đành chịu. Khoan đã, ta muốn xem xét kỹ lại chỗ này. Mấy lá trầu này chết nhớt còn mới. Quân đâu? Dạ. Các người hãy tìm xung quanh đây có con ốc hay con sên nào hay không? Dạ. Dạ bẩm quan, chúng con không thấy gì hết ạ. Nhất định là phải có chứ. Các người đào gốc cây này lên cho ta. Dạ dạ. Nhanh lên. Dạ bẩm quan. Chuyện gì? Hình như có tiếng con gì khò khè ở trong đây. Dạ bẩm quan, có một cái hang, hình như có con gì lớn lắm quan ơi. Dạ. Ta đã hiểu đầu đuôi câu chuyện của vụ án này rồi. Quan huyện. Dạ. Hãy cho quân giết chết con thù lùn này đi. Xin dân. Rồi quay về công đường nghe ta xử án. Nga ơi, sao con tiều tụy quá vậy cô? Trật tự, trật tự. Mọi người im lặng nghe ta xét xử lại vụ án này. Sau khi tên Tứ chết, trên người có nổi những đốm đỏ, đó là nhiễm chất độc cực mạnh. Bây giờ ta có thể khẳng định chất độc đó là nọc của con thuồn luồn. Trật tự, trật tự. Con thuồn luồn này hằng đêm lén mò lên mặt đất để kiếm nước uống. Vì quá khát nước nên nó mới liếm những giọt xương ở chót đuôi của những lá trầu gần ở dưới đất. Nọc độc của con thuồn luồn này cực mạnh, mà tội nhân Nga vô tình hái vào gây ra cái chết oan uổng cho tên Tứ. Chứ cô gái này không giết người, cô ta bị hàm oan. Trời ơi quan, con ơi, sao con vắng số vậy hả con? Người mẹ kia. Dạ. Con ngươi qua đời vì bị rủi ro. Ta mong ngươi hãy từ bi hỷ xả, đừng oán trách cô gái này. Cô ta không có tội. Còn mẹ của cô gái,
Nếu như con của người thật lòng thương yêu ai, thì người hãy sẵn lòng đứng ra tác hợp cho bọn trẻ. Đừng ngăn cản, đừng để những sự cố đáng tiếc xảy ra như vừa qua nữa. Dạ, con hiểu rồi thưa quan. Quân đâu? Mau mở trói cho hai tội nhân kia. Và từ giờ trở đi, họ là những người vô tội. Từ đó về sau, trước khi tiêm chầu, ai nấy đều ngắt đuôi lá chầu vì sợ nọc độc của con thuồng lùn. Và thói quen này vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Ông à, sao tôi có thấy ông thở dài hoài vậy ông? Có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông, nhưng mà ông phải trả lời cho tôi thiệt nha. Trả lời thiệt là trả lời vụ gì? Thì vụ con Hương đó. Bộ ông đi thăm nó mà nó đối xử tệ với ông lắm hay sao? Tôi thấy từ ngày mà ông đi về rồi, cái ông cứ ngồi rầu rầu làm sao đó. Thì lúc tôi đi thăm vợ chồng nó, con gái, con rể lúc đầu á vui vẻ lắm. Tụi nó nghỉ hẳn một ngày, nấu cơm, nấu cháo, đãi đằng tiệc tùng. Cha con ông cháu rồi quây quần vui vẻ gì đâu á. Tôi biết con gái mình mà, từ nào giờ á, nó hiếu thảo với cha mẹ lắm mà. Nhưng chỉ được có một hai ngày đầu à. Cái gì kỳ vậy? Mấy ngày sau có vợ chồng nó bỏ đi làm suốt ngày suốt đêm. Từ ngày này qua ngày kia riết rồi tôi buồn quá cho nên tôi mới bỏ về đó chứ. Mình chỉ có một đứa con gái à, nhưng mà nó đi lấy chồng xa. Thôi đi ông à, ông cũng đừng có trách cứ con mình làm gì tội nghiệp nó. Thì tôi có trách gì nó đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ tới thân phận của hai vợ chồng mình thôi. Ông suy nghĩ làm sao? Từng tuổi này rồi, bà coi đó, mình á, tiền bạc thì không thiếu, mà sao tôi thấy cuộc sống của mình nó hiu quạnh, nó tẻ nhạt gì đâu. Bệnh hoạn, ốm đau, không có một người hỏi thăm, chăm sóc. Tôi hỏi bà sống vậy làm sao mà sống nổi hả bà? Vì vậy tôi đã đi tới một quyết định. Ông quyết định sao hả ông? Tôi quyết định sẽ kiếm thêm một đứa con. Cái gì? Ông vừa mới nói cái gì? Tôi tìm một đứa con khác. Cái gì vậy? Tôi không ngờ. Cái gì vậy trời? Ông muốn là trời. Ông muốn giữ bé đúng không? Trời đất ơi, bà nghĩ cái gì vậy? Bà ăn hỡi tôi bao nhiêu chục năm rồi, bà không hiểu tôi hay sao mà bà giữ bé giữ bụng gì nữa? Chứ còn cái gì nữa? Mới nói nó kỳ đó. Ý tôi muốn nói tìm đứa con khác là tìm đứa con nuôi đó bà. Con nuôi? Ừ. Con mình đây nè, mình đẻ nó ra, mình nuôi từ lúc nó còn đỏ hỏn cho tới khi nó lên người. Vậy mà mình nhờ còn không được, huống chi là con nuôi. Tôi tin tưởng một điều, nếu tôi với bà mà có phúc phần á, thì nhất định chúng ta sẽ tìm được một đứa con hiếu thảo để nó lo cho mình trong lúc ốm đau bệnh tật, trái gió trở trời. Bà hiểu không? Ông đã quyết định vậy rồi, ông muốn vậy rồi, thì tôi nghe vậy. Mà giờ tôi phải làm sao đây hả ông? Còn làm sao gì nữa? Thì bà đi lo chuẩn bị hành lý để tôi lên đường để tìm đứa con cho mình, chứ còn chờ cái gì nữa? Ngồi chơi, chị, bà chơi mình trà. Đi trà đi bà chủ. Ai mua trà không? Tôi bán 5 đồng thôi. Ai không?
không có cha thì mua cha về phụng dưỡng. Ai có năm đồng hông thì đưa tôi bán tôi luôn. Cô, mua cha không cô? Cô mua cha không vậy? Ai có mua cha không tôi bán năm đồng thôi. Ông ơi, ông bán gì vậy? Tôi bán cha. Chắc ông này ông lẩn thẩn rồi đó. Trời ơi, nhận cha mà còn không ai nhận, huống hồ gì lấy tiền mua. Thôi, chắc ông bị lú lẫn rồi đó, kệ ông đi. Không có cha thì mua cha về phụng dưỡng. Cha, ai? Cha, con là cha. Gì đi ông? Con là cha. Cha đưa tay đãi rồi con là cha. Thôi, dạ. Cậu bị xỉn rồi. Thôi về nghỉ đi. Thôi, xỉn về đi. Thôi. Xỉn về đi. Làm gì vậy? Ăn cơm. Ăn cơm. Trời ơi, giật đồ tôi rồi kìa. Ăn cơm. Thôi. Bắt nó đi, đây, đứng lại. Sao? Sao? Cái này. Hay quá, hay quá. Dạ, cái này là của ông không ạ? Dạ, của tôi. Ông có sao không? Tôi không sao. Cậu tốt quá. Dạ. Cha có mệt không cha? Ta không sao. Cha, nhà của con đây nè cha. Vậy hả? Dạ. Cha. Cha vô đây ngồi nghỉ đi cha. Đây, cha ngồi ở đây đi. Còn đó cho cha miếng nước nha. Ôi, cảm ơn con. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi. Ủa, sao hôm nay mình về sớm quá vậy? Trời ơi. Dạ, con chào ông. Thưa với cha, đây là vợ của con. Ta chào con dâu. Cha. Minh Minh. Ủa, cha là cha của ai? Cha, thôi bây giờ cha ngồi nghỉ đi. Con đi kiếm đủ 5 đồng để về mua cha. Ta cảm ơn con, nhưng ta cũng xin nhắc cho con nhớ. Ta bán bản thân ta đúng 5 đồng, không hơn không kém mà nghe. Dạ, con biết rồi ạ. Mình ơi, hả? Chuyện này làm sao giờ em không có hiểu. Mình để từ từ tôi giải thích cho mình nghe. Bây giờ mình ra đằng sau á, mình chuẩn bị cho tôi một bữa cơm để cho cha ăn. Cha đi nãy giờ cha mệt rồi. Đi. Dạ. Cha. Thôi cha ngồi nghỉ nha. Con bây giờ con xuống đằng sau con nói chuyện với vợ con tí. Đúng rồi đó. Chuyện gì hai vợ chồng cũng phải đồng thuận với nhau thì mới được. Dạ con biết rồi cha. Smith. Dạ. Nói nghe nè. Ông cụ đó là ai vậy? Sao tự nhiên cái mình kêu là cha rồi mua cái gì 5 đồng nữa vậy? Thì ông cụ đó không nơi nương tựa, rồi tự bán thân mình với giá 5 đồng. Rồi mình định mua ông cụ đó hả? Vợ nè, hai vợ chồng mình á mồ côi từ nhỏ rồi. Bây giờ coi như là mình mua ông cụ đó về làm cha. Mình chăm sóc, rồi gia đình mình á ấm cúng hơn. Quên nữa, còn tí anh nữa. Nó có thêm tình cảm như người ông. Vậy tốt hơn đúng không mình? Nhìn ông cụ đó không có nơi nương tựa, em cũng thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình ơi, nhà của mình nghèo quá, thiếu trước hụt sau, rồi lấy tiền đâu, dù là muốn mua lắm cũng không có tiền mà mua ổng đâu. Thôi, cái đó mình đừng có lo. Chỉ có 5 đồng thôi mà. Tôi có thể chạy đi mượn người ta. Mình đừng có lo nha. Bây giờ mình ở nhà, mình kiếm cái gì á mình nấu cho thiệt ngon,
mừng cái ngày đón cha về nha. Tôi chạy đi rồi tí tôi về. Mình đi nhanh đi, để bây giờ em vô chuẩn bị cơm. Nha. Mày á là tôi chạy hết cái làng cái xóm này mượn đủ 5 đồng luôn. Bây giờ đủ tiền rồi nè, để tôi vô tôi đưa cho cha. Hả? Cha đang ngủ, ngồi xuống đây tưới đi. Cha đang ngủ hả? Vậy là đủ tiền rồi ha mình. Có tiền là mừng rồi. Nhưng mà bây giờ cha đang ngủ, thôi để lát nữa cha thức dậy á, lúc đó mình đưa cũng được. Ừ, vậy đi. Mình uống miếng nước nha. Cảm ơn mình. Cũng cho đỡ mệt. Nè cha. Cảm ơn con. Cha đây. Tiên anh bỏ xuống con. Nhà mình đó là bây giờ có ông nội rồi, thành ra là con không có được vô phép như vậy nghe chưa? Dạ con mời cha. Cảm ơn con dâu. Em mời mình. Cha ăn thử miếng cá đi cha, để coi con nấu có vừa không. Nếu mà mặn quá hay ngọt quá thì con nên nếm lại. Cha thử nha. Dạ. Ăn nhiều đi nha Tí. Không được hả cha? Con dâu của cha nấu ngon quá. Ăn đi Tí. Nè, mời con. Ông làm gì vậy? Làm một cái biết. Ông ơi, dạ ăn cha cháu ngủ rồi. Ủa, đi anh giỏi quá, con để tô cháu xuống đây. Đi anh. Dạ. Sáng giờ con đã ăn sáng chưa? Dạ chưa, con chờ mẹ đi chợ về. Nhà hết gạo rồi, chị đủ nấu cháo cho ông ăn thôi. Chị, con ăn đi. Vậy thôi, ông ăn đi. Mẹ con dặn chờ bớt nóng, đưa cho ông ăn khỏi bệnh. Thôi bây giờ, ông già rồi. Ông ăn có chút xíu là ông no rồi. Ông ăn đâu có hết đâu. Bây giờ, hai ông cháu mình mỗi người một nửa ha. Không được. Thôi ăn đi cho ông vui, ăn đi. Mẹ con không có ở nhà, mình thử mẹ đâu có biết. Con cứ ăn đi, đừng sợ. Thôi ông ăn đi. Thôi mà, ăn miếng cho ông vui. Thôi ông ăn đi. Nè, giờ ông đút con ăn ha. Ha, chút xíu thôi, đâu có sao đâu, mẹ con chưa về mà. Nha, ăn đi. Má đâu có ở nhà đâu mà sợ. Ăn hết đi. Giỏi quá. Ừ.
đói lắm rồi mà. Mẹ con về rồi. Đưa đây. À, mẹ về, mẹ có một bánh cho con không? À, dạ, tôi cha con mới về. Ừ. Thế anh, con có lấy cháo cho ông ăn chưa? Dạ rồi. Thì dạ rồi. Cha đang ăn nè. Thì anh giỏi quá. Để bây giờ mẹ vô trong mẹ nấu cơm cho con ăn ha. Rồi hôm nay mẹ không có mua bánh cho con ăn. Cháu ông giỏi quá, lại ngoan nữa. Thôi giờ con ra ngoài chơi với bạn đi. Chừng nào cơm chín rồi ông kêu con về ăn. Dạ. Cha ơi, cha thấy trong người sao rồi cha? Có đỡ hơn không? Cha thấy vẫn còn hơi mệt. Chắc là tại thời tiết thất thường đó mà. Vậy chắc là con phải đi hốt thêm mấy thang thuốc nữa mới được. Thôi, con đừng có hốt thuốc thang làm gì nữa cho tốn kém. Để dành tiền mà lo xoay sở việc ở trong nhà. Gia đình mình đã chịu mấy đợt thiên tai. Thành thử cha biết vợ chồng con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Lành à, chắc là gạo thóc tiền bạc trong nhà đã hết sạch rồi phải không con? Dạ, thì cả làng mình đều khốn khổ với thiên tai mà cha. Thành ra cái gì cũng đắt. Mà mấy bữa qua ngày nào con đi làm từ sáng tới tối luôn. Vậy mà đổ được có 2 lon gạo rồi cha ơi. Cũng may hồi nãy con có đi xin người ta hái mớ rau này về, chứ không là chỉ đủ ăn có bữa hôm nay thôi đó. Tội nghiệp cho hai con quá. Đã nghèo rồi còn phải gánh thêm một ông già ốm đau bệnh tật này nữa. Cha ơi, cha đừng có nghĩ vậy. Tụi con là phận làm con mà, phải lo chu toàn cho cha mẹ mình chứ. Anh Nghĩa mấy bữa anh buồn lắm, tại vì anh chưa có lo được chu toàn cho cha đó. Tấm lòng của các con làm cho cha thấy xúc động quá. À quên nữa, để con đi ra đằng sau nấu cơm cho thằng tí ăn, chứ nó đói từ sáng đến giờ rồi. Ừ, dạ. Con ơi, vô nấu cơm đi. Dạ, con đi nha cha. Ừ. Mình về mà sao không vô nhà đi mình? Sao mình có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hay là có chuyện gì hả? Sáng nay đi làm được có nửa buổi à. Còn nửa buổi còn lại chạy đây chạy đó mà cũng không có tìm được việc gì khác hết á. Vậy là mình cũng giống em thôi à. Cả ngày em làm tùm lum tùm la việc hết á. Nhưng mà đổi lại cũng chỉ được có mấy lon gạo. Không biết mai mốt rồi gia đình của mình sống làm sao nữa. Mình nè, hồi sáng á, tôi có gặp bà Phú Hộ. Bà nói á, là muốn kêu một tí anh của nhà mình á, qua bên đó coi giùm bà bày trâu. Tôi á, thì suy đi tính lại á, thì cũng đắn đo lắm. Nhưng mà chắc phải cho nó qua bên đó quá. Mình thấy sao? Bộ tụi con định cho thằng Tí Anh đi ở đợ sao? Dạ cha. Cha, sao cha không trong nhà nghỉ đi? Cha ở ngoài gì á, gió máy nó ảnh hưởng của bệnh cha làm sao? Suốt ngày cha trong nhà thấy nó cũng tù túng. Thành thử cha muốn đi ra ngoài cho nó khuây khỏa chút vậy mà. Nghĩa. Dạ.
Bộ con định cho thằng Tí Anh nó đi ở đợi cho người ta thiệt sao? Dạ. Tại bên nhà bà Phú Hộ cần người coi bầy trâu, cho nên con nghĩ Tí Anh nhà mình nó cũng khôn khéo, con định cho nó đi. Dạ, Tí Anh nó còn nhỏ nhưng mà lanh lắm chơi. Hồi đó đó, mỗi lần chồng con mà đi chăn trâu, làng Tí Anh nó đi theo phụ được lắm á. Dạ. Nhưng nó còn nhỏ quá mà, sao tụi con lại để cho nó phải đi ở đợ chứ? Dạ không đâu cha. Khi mà công việc ổn định á, thì con sẽ qua bên đó rước nó về. Bà Phú Hộ cũng đồng ý với con vậy rồi. Thôi, nếu tụi con đã quyết rồi thì chắc không dám cãi. Tội nghiệp cha quá, cha thương Tí Anh lắm đó mình. Tí Anh, con ráng chịu đựng một thời gian, rồi ông sẽ rước con về. Dạ thưa cha. Ủa, con dạ thưa cha, chắc con phải đi làm xa một thời gian. Đi xa là đi đâu vậy con? Dạ chồng của con đi ở cho người ta ở làng trên á. Dạ nhưng mà chỉ một thời gian là chồng con về lại. Dạ thích thú ở làng trên lận hả? Bộ không còn cách nào khác sao con? Cha, cha yên tâm đi, không có sao đâu. Ông trời không thương làng mình, cho nên mưa nắng thất thường, bà con làm ăn thất bát, người ta bỏ đi nhiều lắm. Con bây giờ con chỉ đi lên xóm trên con làm thôi, rồi con kiếm ít tiền rồi con lại quay về. Cha ở nhà cha dưỡng bệnh đi cho nó khỏe là con vui rồi, cha đừng có lo. Trời ơi, cha thấy xót xa quá. Tí Anh nó đi chưa được bao lâu, bây giờ lại tới phiên con nữa. Cha ơi, cha đừng có lo. Thiệt ra thì tụi con hết cách xoay sở rồi, nhưng mà tụi con đành phải chấp nhận ly tán thôi, để chồng con tìm kế sinh nhai rồi chồng con quay về. Con sẽ về thăm cha mà. À, anh Nghĩa có đưa cho con một số tiền để mà than thú cho cha, bởi vậy cha phải khỏe mạnh thì ảnh mới yên lòng cha ơi. Thôi thưa cha con đi. Mình nè, mình ở nhà phải chăm sóc cho cha kỹ lưỡng nha. Cha hay bị cảm cho nên phải mặc tiêu ấm cho cha nha. Em biết rồi. Mình á, mình đi cũng phải cẩn thận nha. Lên. Dạ, cha kêu con. Không được, con đi theo cha. Cha ơi, Tí Anh ơi, nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp nữa được không cha? Thôi, thôi được rồi, kiếm chỗ nào mát mát rồi mình ngồi nghỉ chút ha. Trời ơi, mệt quá à. Không biết sao mà hôm nay cha với Tí Anh làm gì khỏe dữ vậy ta, làm hai vợ chồng mình than hụt hơi luôn vậy đó. Kiếm cái chỗ nào ngồi đỡ đi mình. Mình nè. Hả? Sao thấy cha làm việc bất thường quá vậy?
em cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên cái cha đụng đụng kêu là đi kiếm mình rồi đi kiếm một tiếng Anh. Thế rồi em đi theo thôi chứ cha không có giải thích gì hết trơn á. Nên cũng không có dám hỏi luôn á. Anh thấy cha quyết đoán quá cho nên anh cũng dám hỏi nữa. Rồi đỡ đi, nghỉ chút xíu đi. Không biết cha mấy bữa nay làm cái gì mà cứ kêu mình đi hoài vậy mình. Mà mình nè, mình thấy không, cha có vẻ như là khỏe, khỏe hơn mấy ngày trước á nha. Thì đó, anh cũng thấy nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi. Sao cha kỳ lạ lắm nha. Cái thái độ khác hôm trước lắm. Mình cứ lầm lầm lì lì dẫn thằng tiếng Anh đi không à. Không nói với hai vợ chồng mình tiếng nào hết. Không lẽ cha giận hai vợ chồng mình? Chắc không có đâu. Cha mẹ ơi, đi tiếp thôi, ông nói gần tới rồi. Thôi đi. Tới rồi. Con. Ủa đây là nhà ai vậy ông? Đây là nhà của mình. Ủa, nhà mình là nhà ai? Đây là nhà của ông. Mà nhà của ông tức là nhà của con đó. Cha mẹ ơi, đây là nhà của mình đó. Bảy đi. Bảy con. Nhà này rộng lớn như vậy, mình có nằm mơ mình cũng được ở nữa. Không có nói vậy nữa chứ. Ông nội đây. Nói mà. Dạ. Đây là nhà của cha đó. Thôi, mấy đứa vô trong nhà đi. Bà ơi, tôi về rồi nè. Vô đi con. Bà ơi, tôi về rồi nè. Bà ơi. Trời ơi. Về rồi nè. Ông về rồi đó hả ông? Ông khỏe không? Khỏe. À, bà coi, tôi dẫn ngay về rồi nè. Vô đi mấy con. Hai đứa, vô đi. Ai vậy ông? Hai con với lại tí anh. Chào mẹ với lại bà nội đi con. Tôi chào bà nội. Tụi con chào mẹ. Con qua đi. Đây là những đứa con mà chúng ta hằng mong muốn tụi nó luôn ở bên cạnh của mình trong lúc khó khăn nhất. Tụi nó vẫn luôn thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ. Và hôm nay tuổi xế chiều của mình sẽ có một cháu nó cũng sinh cho mình rồi đó bà. Ông mình qua uống nước đi các con. Hai con ngồi đi. Để mẹ rót nước. À dạ, để con. Con ngồi xuống con uống nước đi. Dạ, để thôi mẹ. Uống đi bà. Kể từ đó, vợ chồng Nghĩa rất kính trọng và có hiếu với ông bà. Họ chăm sóc ông bà rất chu đáo. Căn nhà của ông bà giờ đây tràn ngập tiếng cười, vui vẻ và ấm áp. Chết rồi. Mưa như vậy biết khi nào mà tạnh. Khu vực này là vắng vẻ, lại không có căn nhà nào hết. À, đằng kia có một căn nhà. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không cho tôi hỏi thăm? Ai đó? Muốn hỏi thăm việc gì? À, tôi là học trò đang trên đường đi thi, bị mắc mưa ướt hết, lạnh quá
có thể nào cho tôi trú mưa được hay không? Nhà tôi vắng vẻ không có tiện mời vào, xin người thông cảm, đi một chút nữa sẽ gặp chỗ trọ thôi. Tôi là học trò họ Trần, đang trên đường đi thi hội. Bây giờ làng xóm còn cách xa quá, nếu mà không tiện thì có thể nào cho tôi ngồi đây nghỉ ngơi, tạnh mưa tôi sẽ đi ngay, được không ạ? Mời người vào nhà. Cha mẹ Thiếp đi vắng, chỉ có mình Thiếp ở nhà. Người xưa có câu nam nữ thận trọng từ cái trao tay, lỡ mời chàng vô nhà rồi Thiếp thấy thật là bất tiện. Ta thành thật xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Nếu mà nàng thấy không tiện thì một lát nữa tạnh mưa rồi ta sẽ đi ngay. Để Thiếp pha cho chàng bình trà để uống cho đỡ lạnh, chứ vùng núi này mưa xuống thì lạnh lắm. Nhà nàng có người theo nghiệp cầm sách à? Vậy là có ai sắp đi thi hay sao? Không, Thiếp chỉ đọc sách cho mà biết thôi, chứ không có đi thi cử gì cả. Nàng đọc được những loại sách này là một người kỳ tài. Nàng nói như vậy là khiêm tốn quá rồi. Loại sách này ta cũng hay đọc và ta rất là thích nó. Chà uống trà đi cho đỡ cảm lạnh. Ở ngoài trời đang mưa, thấy chàng ướt hết như vậy Thiếp cũng không dám khăng khăng giữ lễ. Hay là chàng cứ nghỉ tạm lại đây, nếu mà chàng cứ cần gì á thì cứ nói, Thiếp sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ Thiếp xin phép vào trong để cho chàng nghỉ ngơi. Khoan đã. Người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất thân, xin chàng đừng lại gần. Ta là học trò hiểu lễ nghĩa, nàng cứ yên tâm. Ta đa tạ nàng đã không nể phiền nàng giúp đỡ ta, ta chẳng dám quên ơn đâu. Ta cũng không ngờ nàng cũng theo nghiệp đèn sách, đúng là hữu duyên. Và nàng có thể nán lại với ta trò chuyện được không? Trong trà có hương quế, một hương vị rất là đặc biệt mà mẹ ta thường pha cho ta uống. Tại sao ở trốn này mà lại có vị trà như thế? Chàng không cần phải bận tâm, ý thích cũng có thể giống nhau mà. Ý thích ta và nàng có thể giống nhau, nhưng tại sao lại có nhiều điểm tương đồng như vậy? Nhìn cốt cách của nàng, ta thấy có nhiều điểm thân quen. Không biết nàng là ai, cha mẹ là ai? Ta xin lỗi, chắc là nàng có nhiều nỗi niềm riêng, không tiện nói ra. Chàng từ xa đến, Thiếp không muốn chàng phải phiền lòng.
vướng bận ưu tư. Tình cờ gặp nhau nơi vắng vẻ, thân phụ lại không có nhà, âu cũng là nhân duyên. Nếu nàng chưa có người chạm ngõ, ta xin được phép kết thân, không biết ý nàng như thế nào. Ta xin lỗi vì hơi đường đột, ta không biết nàng nghĩ sao, đó chỉ là một người chạm ngõ thôi mà. Đúng là đột ngột quá. Lại phận của thiếp xấu số nên không thể nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm chuyện thi cử trước mắt, sau này mọi chuyện cũng chưa muộn mà. Hay là sợi dây tơ hồng kiếp nào đó làm dứt chân ta nơi lạnh lẽo này? À, các kiếp trước ta với người này có duyên mà không có nợ, tới kiếp này mới gặp lại chăng? Xa xôi dạng dọc, chàng mau đi đi, cho kịp ngày thi. Ông trời xui khiến ta và nàng gặp nhau, ta chẳng muốn rời xa nàng chút xíu nào hết. Làm trai thì phải lo đại nghiệp, thiếp không có muốn mình trở thành một kẻ cản đường công danh của chàng. Trong đây thiếp đã chuẩn bị ngân lượng, trên đường đi ắt có việc sẽ dùng. Một lời vàng đá thề nguyện trăm năm, kỳ thi này dù hỏng hay đậu, ta vẫn nhờ người mang lục lễ rước nàng về làm vợ. Chuyện thi cử là quan trọng, xin chàng đừng bận tâm những chuyện khác. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở, ta không phụ lòng nàng đâu. Ta may mắn được chàng ngỏ lời cưới làm vợ, nhưng thật trớ trêu, ta lại không thể đáp lại tấm chân tình của chàng. Đề thi lần này có phần dễ nhưng cũng không kém phần hiểm hóc. Các trò hãy đọc đề cho thật kỹ để làm bài thật tốt nha. Dạ, mày ông uống trà. Để đó cho ta. Ngươi ra ngoài coi cửa nẻo cho cẩn thận, rồi đi ngủ đi, không cần phải hầu ta nữa. Dạ. Các bài thi đợt này đều không có gì nổi bật, có lẽ kỳ thi này sẽ khó tìm ra tân khoa. Đây là bài thi của chồng tôi. Chàng đã ngày đêm lao tâm khổ trí để làm bài này,
Tôi xin gạt, hãy rộng lòng mà chấm kỹ hơn. Rõ ràng ta nghe thấy tiếng của một cô gái. Hay là tại mình quá mệt. Tôi xin ngài hãy rộng lòng chấm kỹ bài thi này được không? Từ đâu tới? Chồng của nàng tên gì? Tôi là con gái họ Nguyễn, chồng tôi là họ Trần. Tôi xin ngài hãy rộng lòng mà xem xét lại bài thi. Nhà của thí sinh này chắc là có âm công gì đây, nên mới có âm hồn về đây giúp đỡ. Trần Phúc là gì? Trần Phúc đậu kìa. Quyên có phải là Trần Phúc không? Nguyên Trần Phúc là ai vậy ta? Quyên thật giỏi ha, Trần Phúc đậu rồi đó. Ờ, có biết ai là Trần Phúc không? Không, tôi không phải là Trần Phúc. Ai là Trần Phúc? Nguyên là Trần Phúc hả? À, có ai biết không? Ờ, ảnh đậu rồi kìa. Ảnh là ai mà giỏi quá vậy ta? Nguyên có phải là Trần Phúc không? Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Nguyên là Trần Phúc. Xin chúc mừng. Dạ, xin chúc mừng. Học trò xin đa tạ chủ khảo đã chiếu cố. Lần này có tên trên bảng vàng, xin tạc dạ ghi ân. Quan Tân Khoa không cần phải cảm ơn ta, mà nên cảm ơn... Dạ. Ta hỏi điều này hơi đường đột. Chẳng hay Quan Tân Khoa đã có vợ chưa? Dạ chưa. Vì trong nhà của Quan Tân Khoa có âm công gì không? Trò chưa nghe ai nói hết, nhưng chắc chắn là không có. Có chuyện gì không, qua chủ khảo? Việc cô gái ấy là ai? Cô gái, chủ khảo nói cô gái nào mà có liên quan đến học trò, chủ khảo có thể nói rõ ràng hơn được không? Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Cô gái đó đã báo mừng cho ta 2 lần trong lúc ta chấm bài thi. Lúc đó ta như nửa tỉnh nửa mê, không thể nào phân tích được rõ ràng. Bây giờ ta mới biết bài thi đó là của Quan Tân Khoa đó. Cô gái báo mộng cho chủ khảo 2 lần. Vậy chủ khảo có thể nào tả được hình dáng cô gái ấy không? Ta chỉ nhìn thấy cái bóng của cô ấy thôi. Cô ấy đã 5 lần 7 lượt nói với ta là phải xem lại thật kỹ bài thi của Quan Tân Khoa. Chính nhờ vậy mà ta đã không bỏ sót một nhân tài. Thật sự là học trò cũng không biết cô gái đó là ai cả. Quan Tân Khoa thành công là nhờ sự giúp đỡ của cô gái ấy. Nghĩa cử của cô ta giống như người vợ giúp đỡ chồng vậy. Nó cứ làm ta bán tính bán nghi. Thật sự là chủ khảo nói như vậy, tôi không biết con gái là ai cả. Chắc có lẽ Quan Tân Khoa có công đức lớn, nên đã được âm hồn theo phù hộ mà không biết được. Quan Tân Khoa hãy về thu xếp hành trang để cùng giao triệu ý kiến hoặc thường nữa. Dạ, một lần nữa xin đa tạ sự chiếu cố của chủ khảo. Không cần đâu, đó cũng là ý trời. Ta sẽ thành công.
cô gái nào theo bóng về ta. Dừng lại. Các người đứng đây đợi ta đi. Tại sao lại có ngôi mộ này ở đây? Lúc ta đến đây đâu có ngôi mộ này đâu. Ngôi mộ này còn mới, có vẻ là người này mới mất đây thôi à. Dạ, dạ bẩm quan trạng, quan trạng có điều chi dạy bảo à. Ông cho ta hỏi là ông có biết ngôi mộ này là của ai hay không? Dạ, đây là ngôi mộ của một cô gái vừa mới mất khoảng 20 tuổi. Mất cách đây nửa tháng, con của Phú Hộ Hồ Nguyễn à. Con của Phú Hộ Hồ Nguyễn à? Dạ. À, ông có biết là cô ấy đã có chồng hay chưa? Dạ, cô ấy chưa có chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Con gái của ông Hồ Nguyễn, 20 tuổi, mất khoảng nửa tháng nay. Đúng cái thời điểm mà ta đến đây rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quang ơi, có chuyện gì vậy Quang? Ông có biết lý do vì sao mà cô gái ấy mất không? Quay về bệnh hủi. Bệnh hủi à? Dạ thật ra thì hư thực như thế nào không biết, chỉ nghe người ta đồn đãi như vậy thôi. Chứ bởi vì cô ấy sống đây có một mình à. Chỉ biết một điều là cô ấy con gái của Hồ Nguyễn à. Con gái của ông Hồ Nguyễn? Dạ đúng à. Nàng mất ngay người ta thi cử, nên hồn nàng đã theo ta và giúp ta khỏi bị đánh rớt. Vợ chồng tôi chỉ có một mình Bích Quân là con gái, nên hết mực cưng chiều. Tuy là con nhà gia thế, nhưng tính tình lại hiền hậu, dịu dàng. Dì Lan ơi, dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dạ, bà cho kêu tôi. Tôi thấy dạo này dì với con Bích Quân á có thái độ là làm sao đó. Dì giấu tôi chuyện gì đúng không? Dạ, dạ đâu có giấu chuyện gì á. Dạ đâu có chuyện gì đâu ạ. Vậy sao tôi hỏi nó thì nó nói là nó chỉ bị mệt, nó hay ở trong phòng ít đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Dạ chắc tiểu thư mệt trong người, chắc cảm mạo chứ không có gì đâu, bà đừng quá lo lắng. Không khỏe trong người hả? Dạ. Vậy sao gì không mời thầy Lan về bắt mạch, hút thuốc cho nó uống. Mấy cái chuyện này từ trước tới giờ dì vẫn làm, đâu cần tôi nhắc đâu. Dì chăm sóc cho con nhỏ, từ nhỏ thì dì phải biết sức khỏe của nó chứ gì. Dạ được rồi, thôi để tôi nấu nước xong thêm vài ngày nữa chắc tiểu thơ sẽ bớt thôi. Bà đừng có quá lo. Thôi dì vô làm việc đi, nhưng mà nhớ coi chừng nó giùm tôi. Nếu mà nó chưa khỏe đó thì mời thầy về bắt mạch, hút thuốc liền nghe chưa. Dạ. Yeah. Thôi dì đi đi.
Không được rồi, không được rồi. Có chuyện gì mà ông làm rầm mình hoài với ông? Tôi bực mình vì mới gặp ông Phú Dần nè. Rồi sao? Bà biết không, ông đòi kết thông gia với gia đình mình đó. Tức cười thiệt. Ừ, thì ông Phú Dần đòi kết thông gia cũng đúng thôi mà. Con gái mình á, đẹp nhất làng, tốt nết để hai chữ. Người ta đòi kết thông gia với mình là cũng đúng chứ sao ông giận dữ. Con gái mình á, đã thông kinh sách, nếu gả cho con nhà giàu á, nhưng lại là phàm phu tục tử, tôi không cam lòng chút nào hết. Ông à, con gái mình á, nó cũng tới tuổi cập kê rồi, mình phải tìm chỗ để gả cho nó thì mới đúng chứ ông. Con gái của mình á, phải sánh duyên với người văn chương lỗi lạc đàng hoàng, lúc đó tôi mới đồng ý gả cho. Thôi được rồi, chuyện này á, bà để tôi tính cho. Tôi sẽ kén rể cho con gái của mình. Ông thấy được, nhưng mà con gái mình phải chịu mới được ông à. Gia đình mình á, đâu có thiếu tiền thiếu bạc đâu. Chỉ mong con gái mình nó tìm được người tâm đầu ý hợp mới được. Ủa, đang nói chuyện với tôi, bà bỏ đi đâu vậy? Con mình á, nó không được khỏe. Tôi vô tôi thăm nó coi nó đỡ chưa. Vậy thôi bà đi đi. Con ơi, Bích Quân ơi, con ơi, con ơi con. Trời ơi, trời ơi, con ơi, con gái tôi bị sao vậy nè, con ơi, 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 con nó bị sao? Nó ngồi sân sẩn đó mà. Dạ. Kìa, bà thấy không? Nó có bị cái gì đâu. Nó bị bệnh đó bà ơi. Bệnh này không có chữa được. Nó giống vợ chồng mình mà. Dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dì Lan đâu rồi? Dạ, bà cho gọi. Tại sao dì giống vợ chồng tôi? Nếu không nghĩ tình gì chăm sóc con Bích Quân từ nhỏ thì tôi đuổi gì đi lập tức. Tôi cha, con xin cha mẹ đừng có trách dì Lan mà. Xin bà, bây giờ ông tha tội cho tôi. Nhưng mà con bị bệnh gì? Dạ, tiểu thư bị phong. Tiểu thư cô dâu ông bà, vì sợ ông bà buồn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã trở nặng rồi, cắt vết lở loét ra hành hạ thân thể cô ấy. Tôi phải đi đâu nữa xong á để rửa các vết thương cho cô ấy. Tại số của bạn Phước nên mới mắc phải căn bệnh không thể chữa trị được. Bây giờ con chỉ xin cha mẹ hãy cho con được đi ở nơi khác. Nếu như mà con tiếp tục ở lại đây á, con sẽ lây bệnh cho cả nhà. Ông trời ơi, sao không chút tội xuống đầu của tôi mà để con tôi phải gánh gì nè. Vì chiều theo ý con nên tôi phải đành xây một căn nhà xa làng xóm để cho con được yên tĩnh. Thỉnh thoảng thì chỉ có dì Lan là vú nuôi của nó từ nhỏ, đem lương thực tiền bạc đến cho nó tiêu dùng. Nhưng mà chúng tôi cũng không hề hay biết nó đã từng gặp quan trạng. Chúng tôi có duyên nợ từ kiếp trước. Thật ra trong lúc tôi đi thi, lúc đó trời mưa gió bão bùng, tôi lánh tạm vào nhà nàng
Chỉ gặp nhau ngắn ngủi thôi, nhưng cảm thấy tâm đầu ý hợp lắm. Tôi đã hứa với nàng, lúc tôi vinh quy bái tổ về, tôi sẽ đón nàng để làm lễ du quy. Nhưng mà không ngờ nàng đã mất. Tội nghiệp con gái tôi, chắc nó quá tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác nên mới tìm đến cái chết. Quan Trạng, Quan Trạng đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà tôi phải mang trọng tội đó. Mặc dù nàng đã chết, xin ông bà hãy nhận tôi làm rể. Một ngày với con gái của ông bà cũng là cái nghĩa. Xin nhạc phụ và nhạc mẫu đừng từ chối. Quan Trạng đã nói vậy thì tôi cũng không dám chối từ. Chắc con gái tôi ở dưới suối vàng cũng được mãn nguyện lắm. Cảm ơn nhạc phụ và nhạc mẫu. Con sẽ cho người xem cái tháp bên cạnh mộ của vợ con để đền đáp công ơn nàng đã đi theo con, giúp đỡ con để con có được như ngày hôm nay. Quan Trạng cho xây dựng một cái tháp để đền đáp công ơn của vợ. Dân làng quanh vùng gọi cái tháp đó là tháp báo ân. Tháp báo ân được tồn tại cho đến ngày hôm nay, được người dân mở rộng ra, đó là nơi ghi nhận công ơn của người đi trước, ơn của đấng sinh thành, ơn tam bảo. Tháp báo ân giúp ta luôn ghi nhớ và tìm cách báo đền. La 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 la. Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng. Quen không cười? Không. Sao không cười? Tôi thấy anh cười, tôi cười à? Mà anh đâu tới đây vậy? Tôi làm bên kia kìa. À, vậy hả? Hả? Mà anh tới đây làm gì? À, vợ tôi á cho tôi 5 đồng à. Kêu tôi đi mua bán làm ăn. Nhưng mà tôi đi từ hồi sáng tới giờ á, chưa có gì để mua hết trơn á. À, vậy 5 đồng của anh đâu? Nè. À, 5 đồng của anh. Hả? Trời ơi, có 5 đồng mà anh mua được cái gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Vợ tôi kêu mua đủ 5 đồng thôi. Nếu mà mua nhiều á là vợ tôi la tôi á. Vợ anh? À. La anh? À. Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp anh dữ vậy? À. Vậy anh có cái gì bán cho tôi không? Để tôi mua lẹ tôi về. Để không dạy tôi la tôi nữa. Ờ. À, tôi bán cho anh đó hả? Ờ. À. Kìa, anh thấy cái đàn vịt đằng đó không? Đâu? Thấy không? Đó. Cái đàn vịt đó đó. Nguyên một đàn vịt luôn đó. Ờ. À. Kìa nó. À, thấy rồi, thấy rồi. À. Trời ơi. Ủa đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Quá. Ừ. Trời ơi, nào nấy mập thương quá sợ luôn. Ừ. À. Cái bài dịch đó đó. Cái bài dịch đó là của tôi đó. Ờ. Bài dịch của anh hả? Đúng rồi, bài dịch đó là của tôi. Ồ. Thôi thương quá ta. Nó, tôi bán hết cái bài dịch đó cho anh đó ha. 5 đồng.
nguyên một bài danh. Anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, 5 đồng nguyên một bài dịch. Nguyên bài dịch. Anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, là 5 đồng nguyên một bài dịch. Anh bán cho tôi đi. Ừ thì tôi bán gạch này. Anh đưa tiền cho tôi đi. Nè, tôi khoan. Sao vậy? Anh đi bán dịch cho tôi đi. Tôi mới đưa tiền cho anh. Dịch đó, tôi nuôi nó lâu rồi, nó gắn bó với tôi cũng lâu rồi, nó mến tay mến chân với tôi. Bây giờ bắt nó đem bán cho người ta, tôi đâu có nỡ. Xa nó tôi cũng đâu có nỡ đâu. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tao nhẹ cũng quá. Như vậy anh cầm tiền nè, anh đi đi, đi đưa bắt cho. Sau này anh nhớ chăm sóc bà dịch cho tôi nha. Mà nè, anh nhớ chờ tôi đi khuất rồi anh hả bắt. Nếu không á, nó quay qua nó mà thấy tôi đi á, nó buồn, nó đau khổ lên biết không. Đúng rồi, thấy thương quá. Thôi đi đi. Thôi, để đưa bắt cho. Tôi đi. Thôi. Sau này anh nhớ chăm sóc đàn vịt cho tốt phải không? Ừ, tôi đi. Tội nghiệp anh ấy quá à. Thôi bây giờ mình phải bắt bầy vịt đem về lẻ mới được. Chồng đâu có biết đâu, hắn chỉ đàn vịt của hắn, cho nên anh mới đưa 5 đồng. Hàng chi, anh thấy cái gì mà rẻ ơi là rẻ. 5 đồng, nguyên cái bài vịt. Khổ ghê á, chồng người ta thì buông cái này bắt cái nọ. Chồng mình thì cầm tay chỉ gì cũng không xong. Đưa tiền cho đi buôn bán thì người ta gạt. Sao số buôn bạc quất vô phần thì không biết. Hay là từ nay anh nhịn cơm rồi coi như là bù lại 5 đồng cho vợ nghe. Hay là chồng đi làm kiếm tiền rồi trả lại cho vợ đúng 5 đồng rồi thôi. Anh làm được cái gì mà làm? Không khéo đổ bể, người ta lại bắt đền tôi nữa. Vô rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm. Hôm nay tôi có làm vịt kho gừng cho anh đó. Ăn vịt hay vợ? Ờ, vịt nuôi chứ mà dịch trời của anh đâu. Thằng chồng của em á, thiệt là không có nên thân. Làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai mà lại chẳng hiểu nữa chứ. Thiệt là thấy thương cho em á. Đẹp người lại giỏi giang chứ có phải đồ bỏ gì đâu mà vướng phải cái thằng chồng đần độn ăn hại.
mua không được thì bán. Em mới dệt xong mấy tấm vải nè, mình đem ra chợ bán giùm em nghe. Vải giờ đẹp quá. Nghe em dặn nè, một tấm á là 4 quan, không thêm không bớt nghe anh. 4 quan một tấm, 4 quan một tấm, một tấm 4 quan, không thêm không bớt. Đúng rồi, một tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á là 12 quan. Chồng nhớ chưa? Lặp lại cho em nghe coi. Một tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á 12 quan. Đúng rồi. Nè, ở đây là có 3 tấm, chiều mang về cho em 12 quan nghe. Nhớ rồi vợ. Anh ơi, chợ tan rồi, sao anh không về đi? Có con ma nào đi chợ nữa đâu mà mua đồ anh bán làm chi? Tôi chưa bán hết vải mà. Ôi trời, nói với anh mệt quá à, chợ tan hết rồi mà bán cái gì? Thôi, tôi đi về trước rồi nha. Không được, không được. Vợ dặn chừng nào bán hết vải mới về, không hết là không về. Đúng rồi. À, à ông, à ông, ông mua vải còn đi không? Ông mua vải còn đi. Dạ, một tấm, 4 quan, 2 tấm, 8 quan. Dạ. Ông mua giúp giải em còn nhau. Chợ đã tan rồi, sao anh còn ở đây? Dạ, à, vợ con dặn á, chừng nào bán hết giải mới về, không hết là không có gì à. Ông mua giúp con nhau. Giải này ai dệt mà khéo thế? Dạ vợ con. Vậy hả? Dạ. Vợ dệt, chồng bán. Dạ. Thật là tâm đầu ý hợp. Dạ. Giải này bán làm sao? Dạ, 1 tấm 4 quan, 2 tấm là 8 quan, 3 tấm 12 quan, đúng không? Dạ quá đúng luôn. Sao ông thông minh vậy? Con chưa nói mà ông đã biết rồi. Thì cứ vậy mà tính lên, có gì đâu khó. Dạ. Ông mua giúp con nha. Ta sẽ mua 2 tấm. Dạ, 2 tấm. 8 quan. 8 quan. Dạ. Nhưng ngặt nổi rồi, ta không có mang tiền theo. Anh có thể theo tôi về nhà lấy tiền được không? Dạ được. Ừ, nhưng mà không, ông mua có 2 tấm mà, vậy còn 1 tấm nữa, con phải bán hết 1 tấm con mới về được. Không hết là không về. Ông mua có 2 tấm thôi, vậy ông mua giúp con tấm mới đi. Không không, ta chỉ cần 2 tấm mà thôi. Con chịu đâu, hay là ông chờ con bán hết tấm vải này, con theo ông về nhà lấy tiền. Thôi được rồi, ta có cách này. Dạ cách gì? Một chốc nữa người bán xong rồi hãy đến nhà ta mà lấy tiền, được không? Dạ được. Ông quá hay. Ừ. Dạ, nhưng mà cũng biết nhà ông đâu. Ta sẽ chỉ chỗ cho. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán. Chợ đông không bán? Chỗ kèn thổi tò le. Kèn thổi tò le. Chỗ cây tre một mắt. Cây tre một mắt. Ừ, chút nữa đến nhà tôi lấy tiền nha. Chợ đông bán. Ừ. Cái thế nào ta? Ừ. Cái đeo mắt. Ừ. Chúng ta đến nhà ta lấy nha. Chợ đông bán. Cái thế nào ta? Cái đeo mắt. Chào
chồng đã bán hết giải chưa? Tiền đâu? Chồng tìm ông ta khắp nơi luôn, nhưng mà không gặp ông ta ở đâu. Chắc là chồng gặp phải phường bị bợm rồi. Sao do buồn cho nên không dám về. Nhưng không về tối biết ngủ ở đâu. Vợ đừng la chồng tội nghiệp. Tại vì chồng thấy ông ta ăn nói đỉnh đạt, từ tốn, chồng không nghĩ là ông ta lường gạt chồng. Ông ta có chỉ nhà mà chồng thì không có ra. Ông ta chỉ như thế nào? Ông ta nói cái nhà mà ông ở là ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ càn thổi tò le, chỗ cây tre một mắt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông ta không có gạt anh đâu, tại vì anh tìm không ra thôi. Ủa? Vậy hả? Chợ đông không ai bán, nghĩa là cái trường đông người nhưng mà chỉ có học chứ không có bán. Càn thổi tò le là cái bụi lao, khi gió thổi nghe như tiếng càn sáo. Còn chỗ cây tre một mắt là bụi hành hay bụi tỏi gì đó. Là sao vậy? Ngày mai á, chồng đi tìm cái trường học có bụi lao trước cửa và có một cái vườn hành. Đó là nhà của cô già đó, chứ cứ đến đó mà đòi tiền. Tả thế chi, tả thế chi, hiểu dạ ông già. Ông già ơi, hai tám tám quà tôi đã lấy tiền. Mời anh uống trà. Tôi tìm nhà ông suốt buổi chiều ngày hôm qua luôn mà tiền không có được. Sao giờ anh lại tìm được nhà tôi? Đố không biết. Là sao? Vợ đụng mắt á. À, ông đừng tưởng bở nha. Vợ tôi cái gì cũng biết hết trơn á. Tôi vừa nói một câu ông nói á là vợ tôi phán một câu liền à. Dễ ẹt. Có gì đâu khó. Té ra anh tìm được nhà tôi là nhờ vợ của anh. Ừ. Người đàn bà này hẳn là thông minh tài trí, ít người sánh kịp. Thôi, để thưởng công cho anh. Sẵn dịp, tôi đãi anh một bữa cơm rồi hãy về. Ừ, không chịu, trả tám quan đi về. Đúng rồi, tám quan. No quá. No rồi phải không? Dạ. Thôi bây giờ tôi về. Ông trả tiền hai tấm tám quan tôi về em thôi kẹo và đồ trong đây tôi để sẵn ở đây, trả cho anh tám quan đi. Sẵn tôi gửi biếu cho vợ anh món quà. Mày dạy tôi. Ông đâu biết mặt dạy tôi đâu cho quà. Tôi chưa gặp, nhưng cũng xem như là kỳ phục địch thủ. Dạ tôi không hiểu. Anh kêu về đưa cho vợ anh. Nhưng mà nhớ, đi giữa đường đừng có dở ra xem nghe. Cảm ơn ông. Tôi về. Thôi anh về. Hả?
Nàng ta xem ắt sẽ hiểu ý ta gửi gắm. Anh lấy được 8 quan tiền nè vợ ơi. Vợ ơi vợ, lấy được 8 quan tiền. Vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Đúng rồi. Chụp tìm nhà dễ không? Dễ à. Vậy hả? Theo lời vợ á thì ra ngay thôi à. Nhưng mà ông ta có hỏi chồng á là tại sao biết. Rồi chồng thiệt tình nói là vợ chỉ. Rồi ông ta có vợ gửi biếu cho vợ này nè. Biếu vợ này nè. Cái gì vậy chồng? Biếu vợ á. Biếu vợ. À. Chăm chăm đi. Quái gì thiệt. Tại sao có một bông hoa lài mà cắm bãi phân trâu. Cái nhà này đúng là khó hiểu. Chỉ nhà cũng chỉ xa gần. Rồi biếu quà thì cũng biếu. Quái gì thiệt. Không hiểu nổi luôn. Cô là người đàn bà thông minh, tài sắc vẹn toàn, sao lại lấy một người chồng ngu si đần độ thế kia? Chẳng khác nào bông hoa lại cắm vô bãi phân trâu. Thưa thầy, học trò xin phép về. Ừ, con về. Thôi chết. Ta đã đùa quá trớn rồi. Có khi câu nói đùa tưởng chừng chim vui chốc lát đã trở thành tai họa. Câu nói ẩn ý qua lại cắm bãi phân trâu xét ra thật là ác độc. Nếu người vợ phẫn chí liều thân ngoại thể thì ta sẽ có tội lớn với danh giáo. Nếu người vợ uất ức mà sanh ra hành động nông nổi thì ta là người ân hận suốt đời. Không được, ta phải lập tức đi tìm hai vợ chồng chàng gốc đó mới được. Thân thế của ta thật chẳng ra gì. Trên đời có biết bao nhiêu người khôn ngoan tài giỏi, sao lại không chọn là đi cho một người u mê đần độn. Bao nhiêu người chê cười khinh bỉ sau lưng, mà ta cứ mặc. Ta có phải là sai lầm khi chọn kiếp này để sống? Thôi đi chết phước cho xong. Một mình vậy? Chồng thím đâu rồi? Thôi không ổn rồi, thôi để đi kiếm chú hai mới được. Ơ, dạ, trời dạ, ơi, cái xin, ông kia. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Đi mà sao không chịu ngó đường vậy? Biết người ta gấp lắm không mà cứ chàng ràng hoài vậy à? Dạ xin lỗi chị. Mà sẵn đây tôi nhờ ông một việc nha. Chuyện gì hả chị? Ông canh chừng cái người đàn bà này giùm tôi nha. Đó. Vậy dạ. Nếu mà cổ có lỡ mà dại dột gì đó thì hãy ra sức cố sức mà giữ cổ lại nha không. Dạ được. Đúng rồi. Biết buồn vui cái chuyện gì á mà ra đó đứng khóc cười có một mình à. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Ủa, chị biết chồng của cô ta sao? Biết. Hai vợ chồng ở cuối xóm này nè chứ đâu. Người vợ á thì dệt vải,
Còn người chồng á, khờ cắm mà chẳng có làm ra được cái tích sự gì hết á. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Vậy chị mau kêu chồng cô ta lại đi đi. Sẵn đây cho tôi mượn cái nôm này nha. Rồi để tôi đi kiếm chồng cô ta coi. Nè cô kia. Nè cô kia, sao cô lội xuống sông vậy? Rồi cá cho sợ cá quảng nó chạy tuốt hết chân rồi sao tôi bắt? Cô có mau lên không? Cô có mau lên không? Hay là tôi kéo cô lên? Nè, hay là kéo lên? Đúng là đồ phá đám à. Buông ra, để cho tôi chết đi. Buông tôi ra, để cho tôi chết đi. Nè, tôi có chết thì chỗ khác mà chết. Ở đây để tôi bắt cá tôi sống chứ. Buông tôi ra, để cho tôi chết đi. Nè. Ôi, cá ơi. Cá lớn, cá nhỏ, mau chui vào vỏ, bắt mang. Chồng mình tuy hơi dài, nhưng mà cũng không như già này. Xét ra trên đời cũng có nhiều người đần độn hơn chồng của ta. Cá lớn cá nhỏ, mau chui vào vỏ, ta bắt sang. Cá lớn cá bé, mau chui vào vỏ, để ta bắt ta ăn. Cá lớn cá bé, cá lớn cá nhỏ, mau chui vào vỏ. Vợ dạ, vợ làm gì vợ đứng ở đó vậy? Sao vợ không lên? Vợ đừng có nghĩ dại mà bỏ anh như vậy. Vợ bỏ anh, anh đi sống với ai đây? Vợ dạ, vợ lên đi vợ. Vợ dạ, vào vỏ. Vợ lên đi vợ. Ta bắt thằng. Vợ lên đi. Ta lên cao bé. Dạ dạ, anh xin lỗi dạ nha. Dạ đừng có nghĩ vậy. Dạ bỏ anh. Anh hứa dạ, đừng để anh lên người muốn giúp vợ một tay. Anh đâu có làm vợ buồn dạ dặn nữa đâu. Dạ đừng có bỏ anh nghe dạ. Anh thương vợ dạ ơi. Ủa, ông thầy đâu? Chào anh. Chính ông mày tặng mình gói quà nè. Ủa, sao ông quỳ trước mặt vợ chồng luôn vậy? Xin cô hãy bỏ qua cho tôi, vì muốn chứng tỏ tài trí hơn người, cho nên tôi phạm một sai lầm không thể tha thứ được. Một câu bông đùa vô tâm, không đúng lúc đúng chỗ, nó sẽ trở thành ý nghĩa xúc xỉm mà tổn thương đến người khác. Ông này nói gì vậy vợ? Ông đứng lên đi. Ông quỳ như vậy vợ chồng tôi tổn thọ lắm. Cũng may á là ông nhận ra và chạy đến đây kịp lúc. Thật ra tôi mới là người biết ơn ông đã giúp tôi nhận ra đạo lý vợ chồng